dê quý trời cho. Chương 901, đúng là uy phong lẫm liệt. Biệt thự nhà họ Bạch. Vì Bạch Trấn Phong thích phong cách phục cổ nên phòng khách được trang trí bằng ghế gỗ, bàn gỗ, ở giữa còn có một lư hương, khói bay lên nghi ngút. Lúc này mấy người trong phòng khách đang ngồi đối diện nhau, Bạch Trấn Phong ngồi ở ghế chính giữa, cười nói chuyện phiếm với mấy người trong phòng khách. Nếu ai hiểu về giới phong thủy của kinh đô ở đây sẽ phát hiện mấy người đang ngồi trong phòng khách chính là những đại sư nổi tiếng trong giới phong thủy ở kinh đô. Ánh mắt họ nhìn Bạch Trấn Phong tương đối kính trọng, dường như địa vị của Bạch Trấn Phong trong lòng họ cực kỳ cao. Sở dĩ họ tụ tập ở đây là để thảo luận về đại hội trao lưu thuật pháp sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian sắp tới. Trong giới phong thủy của kinh đô chỉ có Bạch Trấn Phong nhận được thư mời, bọn họ tới đây để nịnh bợ Bạch Trấn Phong, sau đó ông ta sẽ dẫn họ đi cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù những người này đều là đại sư phong thủy nổi tiếng nhưng cũng chỉ biết một số chuyện phiếm về âm dương, kiến thức lý thuyết kỳ môn độn giáp, tất cả đều dựa vào miệng chứ không có thực lực. Đương nhiên Bạch Trấn Phong xem thường những người này, nhưng hắn nguyện ý nghe họ khen ngợi mình, có thể khoe khoang nói phét trước mặt họ cũng khá vui. Mấy ngày không gặp mà khí sắc của gia chủ Bạch càng ngày càng tốt, mà thủ đoạn nhiếp hồn của gia chủ Bạch lại càng tinh xảo hơn. Đúng thế, thủ đoạn nhiếp hồn của gia chủ Bạch thật sự rất huyền diệu, ban đầu lúc mới nhìn thấy, tôi đã rất sốc. Bạch Trấn Phong cười nói, thực lực của tôi đúng là đã tinh tiến không ít, hai ngày trước có một cô nhóc tự xưng là đến từ chúng thần điện tới gây rối cho tôi, nói rằng tôi phạm tội, muốn bắt tôi về. Thực lực của cô gái này quả thực không yếu, tuổi còn trẻ đã có thực lực của tông sư cảnh, tiếc là cô ấy không biết tôi có thủ đoạn nhiếp hồn này, một lúc sau đã bị tôi thôi miên. Tôi đã nghe đến tên chúng thần điện từ trước, nghe nói là một tổ chức rất bí ẩn. Nể mặt tổ chức này nên tôi mới không ra tay mà chỉ lấy đi tất cả đồ trên người cô ấy, nếu không với vẻ đẹp ấy, chắc chắn tôi sẽ chơi vui vẻ rồi. Nhiếp hồn là tên Bạch Trấn Phong đặt cho tinh thần lực của mình. Năng lực này hắn có được trong một tình huống tình cờ, khi hắn đang gặp nguy hiểm, tuyệt vọng thì năng lực này xuất hiện, hắn luôn nghĩ đó là món quà ông trời ban tặng cho mình. Mọi người nghe Bạch Trấn Phong nói vậy thì đều bật cười. Với thủ đoạn của gia chủ Bạch đương nhiên không cần quan tâm đến cái gọi là tổ chức bí ẩn này. Cho dù có bí ẩn đến đâu cũng không bí ẩn khó lường như thủ đoạn của gia chủ Bạch. Đúng thế, thủ đoạn và thực lực của gia chủ Bạch đều là hạng nhất, e rằng Lâm Thanh Diện lừng danh một thời trước đây cũng không phải đối thủ của gia chủ Bạch. Nghe câu này, Bạch Trấn Phong đột nhiên lộ vẻ khinh thường, bao năm nay tôi không quan tâm đến danh tiếng, cho nên nhà họ Bạch vẫn mãi là gia tộc hạng hai, vậy mới khiến nhà họ Lâm có cơ hội vươn lên. Nếu tôi muốn ra tay thì Lâm Thanh Diện kia có thể không sống sót quá 10 phút trong tay tôi. Tiếc là tôi đã mệt mỏi với loại chiến đấu này, suốt ngày đánh đánh giết giết làm sao có tôi tự nhiên tự tại như bây giờ, nếu không làm gì có cơ hội cho Lâm Thanh Diện nổi tiếng. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Gia chủ Bạch nói đúng, sợ rằng Lâm Thanh Diện còn không bằng 1/10 của ông mới là cao thủ tuyệt thế chân chính. Người sống ẩn giật như gia chủ Bạch mới là cao thủ chân chính. Những người làm ầm ĩ trong hậu thế giống như đang xem tuồng kịch, cảnh giới như vậy thực sự không phải chúng tôi có thể so sánh được. Nếu gia chủ Bạch xuất thế thì Lâm Thanh Diện chỉ có đường tránh sang một bên, hắn chỉ là một kẻ lỗ mãng thôi, gia chủ Bạch mới là người nắm giữ thần thông cường đại chân chính. Khi đám người không ngừng nịnh hót Bạch Trấn Phong thì cửa biệt thự nhà họ Bạch bị một cơn gió thổi tung, sau đó là một âm thanh cực lớn vang vọng bên tai mỗi người. Gia chủ Bạch uy phong thật lẫm liệt. Nếu cảm thấy tôi đẳng cấp thấp thì chi bằng chúng ta đấu trực tiếp đi. Bạch Trấn Phong lập tức nhìn về phía cửa, đôi mắt cũng híp lại. Hắn thấy hai bóng người bước vào biệt thự, chính là Lâm Thanh Diện và Chu Tước. Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện, những người khác đều vô cùng sửng sốt, không ngờ nhắc Tào Tháo đến, Lâm Thanh Diện thực sự lại xuất hiện ở biệt thự nhà họ Bạch. Bọn họ vẫn luôn sợ Lâm Thanh Diện, dù sao họ cũng chỉ là người bình thường. Đương nhiên không dám tùy ý trêu chọc Lâm Thanh Diện, nhưng bây giờ có Bạch Trấn Phong ở đây, họ cũng không lo lắng gì. Bạch Trấn Phong nhìn thấy Chu Tước phía sau Lâm Thanh Diện thì như hiểu ra điều gì, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói, tôi còn tưởng có chuyện gì, thì ra là cô gái nhỏ tức giận nên tìm người giúp. Chu Tước lạnh lùng nhìn Bạch Trấn Phong, nếu Quý Trường Thanh gọi cô là cô gái nhỏ thì cô còn có thể chấp nhận, Bạch Trấn Phong gọi như thế khiến cô cảm thấy rất buồn nôn. Bạch Trấn Phong. Ông dùng suy nghĩ để điều khiển người khác phạm tội, bắt ông là trách nhiệm của chúng thần điện tôi,
lẽ nào ông nghĩ ông phạm phải những sai lầm kia mà vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn Bạch Trấn Phong nói. Bạch Trấn Phong nhìn vào Lâm Thanh Diện, khịt mũi một tiếng rồi nói, không ngờ cậu cũng là người của chúng thần điện đó, thế nào, lẽ nào thật sự cho rằng tôi sợ hai người à? Nói cho hai người biết, ông đây không quan tâm đến cái gọi là chúng thần điện của hai người đâu, khuyên hai người tốt nhất đừng nên lo chuyện bao đồng, nếu không tôi không ngại để chúng thần điện ít đi hai người đâu. Vậy sao, vậy để tôi lĩnh giáo thủ đoạn của gia chủ Bạch xem nào. Khí thế trên người Lâm Thanh Diện bộc phát trong tích tắc, hoàn toàn không có ý định giấu Bạch Trấn Phong. Bạch Trấn Phong cảm nhận được khí thế trên người Lâm Thanh Diện, trong lòng chấn động, xét về cảnh giới thì Lâm Thanh Diện cao hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn có thủ đoạn nhiếp hồn trong tay nên cũng không sợ. Đúng là nói khoác không biết ngượng, thật sự tưởng rằng xử lý được một đám phế vật trong giới võ đạo là có thể kiêu ngạo trước mặt Bạch Mỗ sao. Nếu đã nói rồi thì tôi cũng cho mọi người thấy, Lâm Thanh Diện ở trước mặt tôi kém cỏi đến thế nào. Bạch Trấn Phong nói xong cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới giữa phòng khách. Chu Tước liếc nhìn Lâm Thanh Diện mà có chút thấp thỏm, không biết anh có thật sự ứng phó được với Bạch Trấn Phong hay không, cô nói, cẩn thận tinh thần lực của hắn, cảm giác đó rất kỳ lạ, hơn nữa cực kỳ bất ngờ, một khi chúng chiêu là xong đời đó. Lâm Thanh Diện mỉm cười nói, yên tâm đi, chút tài mọn thôi mà, không cần lo lắng. Chương 902, ra đầu tê dại. Bạch Trấn Phong thấy Lâm Thanh Diện thờ ơ với thủ đoạn của mình như vậy thì trong lòng cũng cười khẩy. Trước kia hắn đã gặp rất nhiều người như Lâm Thanh Diện, đều cảm thấy nhiếp hồn của hắn chỉ để hù dọa người khác mà thôi, tiếc là đến cuối cùng người nói câu này đều biến mất trên cõi đời. Lâm Thanh Diện, cậu sẽ được biết ngay thôi, võ lực không phải sức mạnh duy nhất trên đời, cho dù cảnh giới võ đạo cậu có thể trấn áp tôi, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn sẽ bại trong tay tôi thôi. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Trấn Phong đột nhiên nheo mắt, sau đó một sức mạnh vô hình tản ra từ trên người hắn, bao trùm lấy Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lúc này đã phóng tinh thần lực của mình ra, trong phạm vi 5 mét, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh cảm nhận được sức mạnh do Bạch Trấn Phong phóng ra, quả thực có chút đặc biệt, nhưng ở trước tinh thần lực của anh, dường như nó quá nhỏ bé, không đáng kể. Sức mạnh do Bạch Trấn Phong phóng ra quét thẳng vào tâm trí Lâm Thanh Diện, con người nhỏ bé trong đầu Lâm Thanh Diện chỉ mở mắt ra, trừng mắt nhìn vào sức mạnh đó lập tức như bị uy hiếp rất lớn, không dám làm càn. Hơn nữa cho dù sức mạnh này tấn công được vào tinh thần Lâm Thanh Diện thì với con người nhỏ bé trong đầu anh cũng chỉ đủ gãi ngứa. Vốn dĩ Lâm Thanh Diện còn tưởng tinh thần lực mà Bạch Trấn Phong điều khiển cũng cùng loại với anh đã sẵn sàng cho một cuộc tranh tài nghiêm túc, nhưng bây giờ cảm nhận được sức mạnh của Bạch Trấn Phong, anh mới nhận ra hắn nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ đẳng cấp thấp mà thôi. Đừng nói đến con người nhỏ bé trong tâm trí anh, e rằng ngay cả năng lực nhận thức môi trường xung quanh Bạch Trấn Phong cũng không có. Có lẽ hắn chỉ dựa vào cái gọi là tinh thần lực của mình để sử dụng những thủ đoạn đơn giản tấn công tinh thần người khác mà thôi. Thủ đoạn này có vẻ rất mạnh đối với người bình thường, và nó cũng có tác dụng thần kỳ đối với những cao thủ tông sư cảnh không phòng bị. Nhưng đối với cao thủ hóa cảnh thì tác dụng của loại công kích này cực kỳ bé nhỏ. Dù sao mỗi cao thủ đạt được tới hóa cảnh đều có nghị lực rất lớn, tinh thần của họ kiên định, đâu phải thứ người thường có thể so sánh. Chút thủ đoạn này của Bạch Trấn Phong nhiều nhất chỉ có thể khiến tinh thần của cao thủ hóa cảnh mất trật tự một chút, chứ không thể gây ra nhiều thiệt hại hơn. Mà Lâm Thanh Diện lại càng không sợ thủ đoạn này, tinh thần lực trong mắt anh do thần hồn thức tỉnh mang lại. Nhìn lại nước C, cho dù trong lịch sử cũng không mấy người có thần hồn tự nhiên mà lại thức tỉnh thành công. Mặc dù Lâm Thanh Diện không biết rõ sự mạnh thần hồn của mình, nhưng cũng không cản trở anh cảm nhận được khoảng cách giữa sức mạnh của Bạch Trấn Phong và bản thân. Vốn dĩ Lâm Thanh Diện còn tưởng Bạch Trấn Phong là một kẻ lợi hại, nhưng hóa ra lại chỉ có chút bản lĩnh này khiến anh khá thất vọng. Để cảm nhận sự khác biệt giữa Bạch Trấn Phong và mình nên Lâm Thanh Diện sững người tại chỗ một lúc, không có bất kỳ hành động nào. Mọi người thấy bộ dạng này của Lâm Thanh Diện thì đều cho rằng anh đang đi theo sự chỉ dẫn của Bạch Trấn Phong. Trước kia khi Bạch Trấn Phong che giấu thủ đoạn của mình với họ, những người chúng chiêu cũng đều lộ vẻ sững sờ, ngơ ngác thế này. Bạch Trấn Phong cũng không thể cảm nhận được sức mạnh của mình trong tâm trí Lâm Thanh Diện đã trải qua những thứ gì đó, nên cũng nghĩ rằng anh đã trúng chiêu. Vừa nãy còn khí thế vậy mà, tôi còn tưởng tên nhóc này lợi hại thế nào, không ngờ lại trúng chiêu của tôi nhanh vậy, đệ nhất võ đạo nước C xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Bạch Trấn Phong đắc ý nói. Mấy người xung quanh cũng nhanh chóng phụ họa theo. Quả nhiên gia chủ Bạch Anh Minh thần võ,
Tôi còn tưởng Lâm Thanh Diện sẽ đọ sức với gia chủ Bạch một phen, không ngờ hắn vừa lên đã trúng chiêu. Xem ra thực lực võ đạo lợi hại hơn nữa cũng không lại được thủ đoạn nhiếp hồn của gia chủ Bạch, Lâm Thanh Diện vừa gặp mặt đã bị gia chủ Bạch khống chế, theo tôi thấy gia chủ Bạch hoàn toàn có thể thay thế nhà họ Lâm. Thủ đoạn của gia chủ Bạch thần kỳ, ông mới là đệ nhất võ đạo nước C chân chính. Nghe những lời khen ngợi của đám người, Bạch Trấn Phong cũng nở nụ cười đắc thẳng. Hắn nhìn Lâm Thanh Diện, với kinh nghiệm trước kia, người trúng chiêu của hắn sẽ trở nên vô tri vô giác một khoảng thời gian. Cho dù ý chí có mạnh đến đâu cũng không thể tỉnh lại ngay lập tức, trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể trừ đi Lâm Thanh Diện. Chu Tước thấy Lâm Thanh Diện sững sờ, lại thêm những lời của đám người trong phòng khách nên cô chợt trở nên căng thẳng, cô nhìn Lâm Thanh Diện mấy lần, không ngờ anh lại dễ dàng trúng chiêu như vậy. Sao tên này còn kém hơn cả mình? Mình còn chống cự được một lát mà sao hắn lại sững sờ ngay rồi? Mình bị tên kiêu ngạo này làm hại rồi, bây giờ đi theo hắn đúng là đen đủi. Chu Tước thầm than thở trong lòng. Bạch Trấn Phong nhìn Chu Tước, trên môi nở nụ cười xấu xa, hắn nói, điều cô không nên làm nhất là đưa người quay lại tìm tôi gây rắc rối. Ban đầu tôi đã tha cho cô một mạng rồi, không ngờ cô lại không biết hối cải. Đợi tôi giải quyết tên nhóc này xong, lát nữa sẽ từ từ tính sổ với cô, cực phẩm như cô, tôi rất thích đấy. Nói xong Bạch Trấn Phong định ra tay với Lâm Thanh Diện. Chu Tước thấy thế thì lập tức chắn trước mặt Lâm Thanh Diện, mặc dù trong lòng tức giận vì Lâm Thanh Diện tự đại nhưng cô cũng không thể bỏ mặc anh. Thứ cặn bã ghê tởm, đừng tưởng ông có chút thủ đoạn đặc biệt thì có thể lên trời, bà đây cũng không dễ chọc đâu. Bạch Trấn Phong hoàn toàn không để Chu Tước vào mắt, mặc dù thực lực của Chu Tước đã là tông sư cảnh đỉnh phong nhưng Lâm Thanh Diện còn trúng chiêu của hắn thì Chu Tước làm sao có thể may mắn thoát được. Ngay khi Chu Tước định ra tay, thừa dịp Bạch Trấn Phong còn chưa sử dụng thủ đoạn nhiếp hồn, Lâm Thanh Diện đột nhiên giơ tay, nắm lấy cánh tay cô. Trên mặt Chu Tước lập tức lộ vẻ nghi ngờ, cô quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện Lâm Thanh Diện đang mỉm cười nhìn mình. Anh bị tên này thôi miên rồi à? Phản ứng đầu tiên của Chu Tước là Lâm Thanh Diện đã bị Bạch Trấn Phong khống chế, theo như tư liệu thì hắn có khả năng thôi miên người khác. Không, vừa nãy tôi chỉ bị thất thần chút thôi. Thủ đoạn của hắn tệ hơn tôi tưởng rất nhiều, để tôi giải quyết hắn. Nói xong Lâm Thanh Diện kéo Chu Tước ra sau mình, nhìn Bạch Trấn Phong trước mặt. Bạch Trấn Phong cũng không ngờ Lâm Thanh Diện tỉnh lại nhanh như vậy, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với Lâm Thanh Diện, không ngờ thằng nhóc cậu có thể hồi phục nhanh như vậy, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu. Nhưng tôi có thể khiến cậu trúng chiêu một lần thì có thể khiến cậu trúng chiêu lần hai, lần này tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa. Nhất định phải giải quyết cậu ngay. Nói xong hắn lại sử dụng tinh thần lực của mình để chống lại Lâm Thanh Diện. Trên môi Lâm Thanh Diện nở nụ cười giễu cợt, anh nói, chỉ dựa vào chút năng lực của ông mà cũng muốn tôi trúng chiêu, đúng là mơ mộng hão huyền. Dứt lời, tinh thần lực của Lâm Thanh Diện chợt thu lại, cuốn lấy chút tinh thần lực mà Bạch Trấn Phong phóng ra. Khoảnh khắc này Bạch Trấn Phong mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là da đầu tê dại. Chương 903, trừng mắt nhìn. Không thể nào. Bạch Trấn Phong ngạc nhiên kêu lên, theo bản năng lùi lại phía sau một bước, nhưng tốc độ tinh thần lực của Lâm Thanh Diện quá nhanh, chỉ trong thời gian một suy nghĩ, hắn đã cảm thấy tinh thần lực của mình bị ép trở về, ngay sau đó một luồng tinh thần lực lớn mạnh đáng sợ ập tới, tràn vào tâm trí hắn. Bạch Trấn Phong chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trời đất trước mặt quay cuồng, hắn lảo đảo ngã xuống đất, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt người như chết. Nhìn thấy kết cục của Bạch Trấn Phong, Lâm Thanh Diện cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ tinh thần lực của mình lại mạnh đến thế. Anh thu hồi tinh thần lực lại, mặc dù thủ đoạn này bất ngờ, hiệu quả cũng tương đương, nhưng tiêu hao rất nhiều tinh thần. Nếu liên tục duy trì trạng thái này, không bao lâu tinh thần anh sẽ trở nên uể oải. Mọi người xung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn Bạch Trấn Phong ngã trên đất, họ chỉ thấy Lâm Thanh Diện mới chừng mắt nhìn Bạch Trấn Phong một cái mà hắn đã ngã xuống ói máu, dáng vẻ như sắp chết. Thủ đoạn này còn đáng sợ hơn cái gọi là nhiếp hồn của Bạch Trấn Phong nhiều. Không, không phải Lâm Thanh Diện đã trúng chiếu sao? Sao cậu ta chỉ nhìn một cái đã khiến gia chủ Bạch thành ra thế này rồi? Có vẻ chúng ta đã đánh giá thấp Lâm Thanh Diện rồi, thủ đoạn của gia chủ Bạch dường như không có tác dụng gì với cậu ta, hơn nữa thủ đoạn của Lâm Thanh Diện còn mạnh hơn nhiều so với gia chủ Bạch. Khụ khụ, xem ra Lâm Thanh Diện được gọi là đệ nhất võ đạo nước C không phải không có nguyên nhân. Cho dù là gia chủ Bạch cũng không làm được gì cậu ta.
Chu Tước vốn tưởng Lâm Thanh Diện vì tự kiêu mà trúng chiêu, cô còn thầm oán trách trong lòng hồi lâu, bây giờ nhìn thấy cảnh này cũng sửng sốt. Khi ấy cô phải chiến đấu rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn bị Bạch Trấn Phong chơi đùa, nhưng Lâm Thanh Diện chỉ nhìn một cái đã khiến Bạch Trấn Phong ngã ói máu, thủ đoạn này e là điện chủ cũng không làm được ấy chứ. Lẽ nào tên này che giấu thực lực, nhưng với độ tuổi của anh, cho dù anh là thần tiên chuyển thế cũng không thể trong thời gian ngắn đạt tới trình độ một ánh mắt đã khiến người khác ói máu. Vì vậy trong lòng Chu Tước nghi ngờ có lẽ vừa nãy Lâm Thanh Diện đã sử dụng thủ đoạn tinh thần lực như của Bạch Trấn Phong để khiến hắn bị thương nặng, nếu không uy lực của một ánh mắt không thể lớn đến vậy. Cô nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt phức tạp, mặc dù ấn tượng đầu tiên của cô về tên này rất kém, nhưng thiên phú và thực lực của anh thật sự khiến mọi người phải kinh ngạc. Hơn nữa không ai biết rốt cuộc anh có bao nhiêu con át chủ bài, theo như tin tức chúng thần điện công bố thì không nói Lâm Thanh Diện còn có thủ đoạn tinh thần lực. Xem ra mắt nhìn của điện chủ cũng không tệ, nếu đã vậy thì tôi sẽ tạm thời tha thứ cho thái độ lúc trước của anh với tôi. Chu Tước tự nói trong lòng. Nếu ba huynh đệ Thanh Long biết Chu Tước nói lời này chắc chắn họ sẽ trừng lớn hai mắt. Họ quen Chu Tước bao nhiêu năm nay nhưng chưa từng thấy cô tha thứ cho ai bao giờ, cho dù thật sự là sai. Với tính cách của cô cũng không thể nói ra hai chữ tha thứ, này. Mà bây giờ trong lòng Chu Tước lại thực sự tha thứ cho Lâm Thanh Diện, theo lý luận của ba huynh đệ Thanh Long thì nguyên nhân khiến Chu Tước làm vậy chắc chắn là vì có ý với Lâm Thanh Diện. Gia chủ Bạch, đột nhiên tôi nhớ ra trong nhà còn có chút việc, tôi phải về đây, không làm phiền ông nữa. Một đại sư phong thủy xem náo nhiệt đã đoán được kết cục hôm nay thế nào, biết rõ nếu tiếp tục ở lại chưa biết chừng sẽ gặp nạn theo, cho nên quyết định chuồn trước. Hắn cũng không quan tâm Bạch Trấn Phong có trả lời lại không, nói xong thì nhanh chân đi ra ngoài biệt thự. Mấy đại sư phong thủy thấy thế cũng vội nói như vậy rồi vội vã rời khỏi biệt thự nhà họ Bạch, bây giờ không chuồn thì lát nữa sẽ thật sự không có cơ hội. Lâm Thanh Diện cũng không để ý tới mấy người đó, anh vừa vào đã thấy họ chỉ là người bình thường, đến đây nịnh hót Bạch Trấn Phong nên không cần phải lãng phí thời gian với họ. Bạch Trấn Phong lúc này đang nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ kinh hoàng như nhìn quái vật. Bao năm nay vì có tinh thần lực nên hắn cũng đã điều tra rất nhiều về phương diện này, biết được trên thế giới thực sự có một số người có thông qua một vài cơ duyên tình cờ mà có được cách khống chế tinh thần lực, nhưng trong điều tra của hắn, những người có tinh thần lực ấy, về cơ bản cũng chỉ ở trình độ như hắn. Dù sao có thể sử dụng tinh thần lực đã là ghê gớm lắm rồi, nếu còn có thể đạt tới trình độ tương đương với quỷ thần thì quá đáng sợ. Các yếu tố và điều kiện khác nhau khiến cho sức mạnh của tinh thần lực không thể quá mạnh. Nhưng bây giờ Bạch Trấn Phong lại được thấy tinh thần lực có thể sánh với quỷ thần trên người Lâm Thanh Diện. Vừa nãy khi tinh thần lực của Lâm Thanh Diện đánh trúng người hắn, hắn cảm thấy mạng nhỏ của mình thật sự đã nằm trong tay Lâm Thanh Diện. Hơn nữa nếu không phải Lâm Thanh Diện lưu tình thì e rằng bây giờ hắn đã trở thành kẻ ngốc rồi. Cho dù là vậy, đầu hắn lúc này vẫn như kim châm, cơn đau từng đợt không ngừng kéo đến từ nơi sâu thẳm tinh thần khiến trán hắn đầy mồ hôi lạnh. Lâm Thanh Diện bước về phía Bạch Trấn Phong. Trên môi nở nụ cười giễu cợt, anh hỏi, thế nào, bây giờ còn cảm thấy chút thủ đoạn của mình đủ dùng nữa không? Bạch Trấn Phong hít sâu một hơi, cắn răng hỏi, vì sao? Sao cậu có thể chống lại thuật nhiếp hồn của tôi? Hơn nữa vừa nãy tôi còn cảm nhận được một lượng tinh thần lực rất mạnh, lẽ nào cậu cũng có tinh thần lực? Lâm Thanh Diện cười nói, có phải tinh thần lực hay không thì tôi không biết, nhưng sức mạnh của tôi mạnh hơn cái gọi là nhiếp hồn của ông nhiều. Hơn nữa thực lực của ông chỉ là tông sư cảnh mà lại dám nói lời ngông cuồng trước mặt tôi, gan cũng lớn đấy. Nói xong, trong tay Lâm Thanh Diện xuất hiện một tia sáng, anh ngồi xổm bên cạnh Bạch Trấn Phong, một tay nhẹ nhàng đập lên chân hắn, sau đó Bạch Trấn Phong gào lên thảm thiết. Sau khi phế hai chân Bạch Trấn Phong để phòng hắn chạy thoát, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Chu Tước vẫn còn đang kinh ngạc rồi nói, hắn là của cô đó. Lúc này Chu Tước mới hoàn hồn. Nhìn Bạch Trấn Phong đã mất khả năng chạy trốn và bị thương nặng, trong đầu Chu Tước hiện lên cảnh tượng bị hắn chơi xỏ, hai mắt cô lập tức bùng lên lửa giận. Dù thế nào Chu Tước cũng là một trong bốn đại cao thủ của chúng thần điện, từ nhỏ lại được ba cao thủ hóa cảnh cương triều, sao cô có thể chịu được việc bị người khác chơi xỏ. Bạch Trấn Phong nhìn vào mắt Chu Tước rồi bỗng nhiên dùng mình, lúc này hắn như đang thấy một con hổ cái xuất hiện trước mặt. Chương 904, Hành động thực tế. Khi bước ra khỏi biệt thự của nhà họ Bạch, trên tay Lâm Thanh Diện có một bức thư mời với dòng chữ, lời mời đến cuộc gặp gỡ trao đổi pháp thuật, văn phong giống như bức thư mà Lâm Thanh Diện lấy từ Chu Tước. Lâm Thanh Diện không ngờ rằng Bạch Trấn Phong cũng nhận được lời mời đến cuộc gặp gỡ trao đổi pháp thuật này,
có vẻ như quy mô của nó lớn hơn nhiều so với Lâm Thanh Diện nghĩ, những người được mời chắc chắn phải đều là những kỳ nhân dị sĩ thực sự có năng lực. Điều này không thể không làm cho Lâm Thanh Diện có hứng thú hơn với lần gặp gỡ trao đổi ma thuật này, anh tự hỏi liệu sẽ có một vị cao thủ thực sự thành thạo về linh lực trong cuộc họp trao đổi ma thuật này hay không. Sự hiểu biết hiện tại của anh về trí lực vẫn đang ở giai đoạn cơ bản nhất, hiện giờ ngoại trừ biết trí lực của mình có thể nhận thức được tình hình xung quanh ra thì anh không biết nó còn có những tác dụng gì khác. Anh chỉ trừng mắt Bạch Trấn Phong một cái mà đã khiến cho Bạch Trấn Phong bị thương nặng, nhưng lúc đó là bởi vì tinh thần lực của Bạch Trấn Phong đánh vào Lâm Thanh Diện mới có thể nhân cơ hội thuận theo lực đạo của hắn ta để đánh bật trở lại, nếu không thì Lâm Thanh Diện hoàn toàn không biết phải sử dụng tinh thần lực của mình để tấn công người khác như thế nào. Vậy nên hiện tại anh rất muốn tìm một người thực sự hiểu được phương pháp này, nếu như anh thực sự thành thục phương pháp tấn công người khác bằng sức mạnh tinh thần, đây nhất định sẽ trở thành đòn sát thủ mạnh nhất của Lâm Thanh Diện trong trận đấu, công kích tinh thần bất ngờ thì cho dù là những người mạnh hơn Lâm Thanh Diện một bậc cũng e là sẽ không phòng bị lại kịp. Nếu có thể tìm ra cách sử dụng linh lực từ cuộc gặp gỡ trao đổi pháp thuật này thì đương nhiên sẽ mang lại lợi ích vô hạn cho Lâm Thanh Diện. Lúc này Chu Tước đang đi theo sau Lâm Thanh Diện. Tâm trạng Chu Tước người đã tự tay xử lý Bạch Trấn Phong khá tốt, cô ta nhìn Lâm Thanh Diện đang đi phía trước với vẻ tò mò trên mặt. Sau một lúc, Chu Tước rốt cục nhìn không được, hỏi Lâm Thanh Diện, vừa rồi anh trừng mắt khiến Bạch Trấn Phong bị thương rất nặng, còn nôn ra máu, vậy có phải anh cũng nắm được các chiêu thức về mặt tinh thần lực không? Anh đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Lâm Thanh Diện quay đầu lại liếc nhìn cô ta một cái, nói, không dám nói tới chiêu thức, chẳng qua là may mắn có thực lực ở phương diện này. Còn sử dụng như thế nào thì tôi cũng không rõ. Nghe câu trả lời khẳng định của Lâm Thanh Diện, trên mặt Chu Tước đột nhiên lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Theo thống kê tại các thần điện thì có rất ít người có thể sở hữu linh lực, thiên tài như Lâm Thanh Diện vốn đã là hiếm có trong hàng vạn người rồi, vậy mà lại còn sở hữu được chiêu thức như vậy, thật sự khiến người ta oán hận sự bất công của ông trời. Bây giờ Chu Tước đã thực sự có chút ngưỡng mộ đối với Lâm Thanh Diện, trước đây cô ta luôn được người khác gọi là thiên tài. Đến khi gặp Lâm Thiển Dương, cô ta mới nhận ra mình vẫn còn một khoảng cách nhất định mới tới được thiên tài thực sự. Nhìn thấy Chu Tước vẫn đi theo mình, Lâm Thanh Diện nói, nhiệm vụ của cô chắc đã giải quyết xong rồi nhỉ, giờ cô không quay về phục mệnh sao? Tại sao lại đi theo tôi? Chu Tước nghe như kiểu Lâm Thanh Diện có chút chán ghét mình, trong lòng đột nhiên hơi tức giận rồi vùng vằng trả lời, ai nói với anh là nhiệm vụ đã kết thúc hả, không phải vẫn còn một cuộc gặp gỡ trao đổi pháp thuật khác đây sao? Những người tham gia buổi họp mặt này chắc chắn không phải những người mà kẻ bình thường có thể xử lý được. Là người của chúng thần điện, tôi đương nhiên phải có trách nhiệm ngăn chặn những phát sinh ngoài dự liệu chứ. Anh chắc cũng phải tới cuộc gặp trao đổi pháp thuật này, với tư cách là đồng nghiệp, tôi đương nhiên phải hành động cùng anh chứ. Nghe Chu Tước nói vậy, Lâm Thanh Diện đột nhiên không biết nên nói gì, suy nghĩ một lúc rồi đáp, tôi đi một mình đủ rồi. Cô không cần phải đi đâu. Không được. Ban đầu là tôi tìm thấy lá thư mời này từ trên người Bạch Trấn Phong, tôi nhất định phải đi. Chu Tước nói một cách nghiêm túc. Lâm Thanh Diện bất lực, mặc dù không muốn thực hiện nhiệm vụ với con hổ cái này, tiếng hét thảm vừa nãy của Bạch Trấn Phong vẫn vang vọng bên tai Lâm Thanh Diện, nhưng vì Chu Tước đã nói vậy rồi nên anh cũng không cách nào từ chối được. Hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng không lường được độ nông sâu của cuộc gặp gỡ trao đổi pháp thuật này đến mức nào, thêm một người thì thêm cách phối hợp. Nếu có chuyện gì xảy ra, tốc độ tìm người của Chu Tước nhất định là nhanh hơn anh. Không nói gì nữa, Lâm Thanh Diện và Chu Tước cùng nhau trở về nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện sắp xếp một chỗ cho Chu Tước ở vài ngày. Lâm Thanh Diện sẽ ở lại đây cùng Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc dăm bữa. Sau đó họ sẽ lên đường đến tham gia cuộc gặp gỡ trao đổi pháp thuật này. Buổi tối, Lâm Thanh Diện cùng Hứa Bích Hoài ở trong phòng, Lâm Nhất Nặc đã bị Tôn Tuệ Phương bế đi. Đêm nay là thế giới của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài. Hứa Bích Hoài đắp mặt nạ trước bàn trang điểm rồi nằm trên giường, cô mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, cả cơ thể hiện ra vô cùng tao nhã tinh tế trong bộ đồ ngủ bằng lụa này. Cùng với sự lười nhác giữa hai lông mày của Hứa Bích Hoài, tính khí của cô trở nên có phần mị hoặc, khá hấp dẫn. Lúc này Lâm Thanh Diện đang ngồi trước bàn nhìn chằm chằm vào hai miếng ngưng hồn ngọc, không biết chất liệu của hai miếng ngọc này là gì, tại sao lại có tác dụng dưỡng tinh thần lực. Lâm Thanh Diện, anh lại đây. Hứa Bích Hoài hét lên với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lập tức đặt hai miếng ngọc trong tay xuống, quay đầu nhìn Hứa Bích Hoài, nhìn thấy tư thế của cô lúc này, trên mặt chợt nở nụ cười, anh đứng dậy đi tới bên giường. Anh quăng mình lên người Hứa Bích Hoài, nhếch mép nói, sao,
hôm nay trông em rất có hứng thú đó nha. Em đã sẵn sàng đấu với anh 300 hiệp chưa hả? Hứa Bích Hoài nhìn Lâm Thanh Diện một cái nhìn kỳ quái, nói, em hỏi anh, lúc anh ở bên ngoài có phải là rất thường xuyên xã giao với những cô gái xinh đẹp không? Lâm Thanh Diện sửng sốt, không ngờ Hứa Bích Hoài lại hỏi anh như vậy. Cũng không tính là xã giao gì, nhưng mà thật sự thì vì một vài yêu cầu mà anh sẽ quen những người đó. Lâm Thanh Diện thành thật trả lời. Đột nhiên Hứa Bích Hoài cảm thấy ấm ức, liệu anh có bị họ bắt đi mất không hả? Cô đồng nghiệp kia của anh rất xinh đẹp, hơn nữa em thấy cô ấy có vẻ rất quan tâm đến anh. Lần này hai người cùng nhau đi làm việc, liệu có phát sinh chuyện gì không? Lâm Thanh Diện đột nhiên dở khóc dở cười, đưa tay đặt ở trên mặt Hứa Bích Hoài, cười nói, làm sao có khả năng đó được, anh trốn con hổ cái đó còn không kịp nữa, sao lại có chuyện gì với cô ta được chứ? Anh là người thế nào chẳng lẽ em còn không rõ à? Anh ra ngoài xảy ra chuyện gì em cũng không biết, ai biết sau lưng anh sẽ làm chuyện gì đó chứ? Hứa Bích Hoài vẫn vẻ mặt đáng thương. Lâm Thanh Diện trực tiếp ôm cô vào lòng, nói anh thề với nhân phẩm của mình là sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em, trong lòng anh chỉ có duy nhất mình em, hơn nữa anh là người thẳng thắn như vậy, không thể nào cho những người phụ nữ khác có cơ hội được. Hứa Bích Hoài suy nghĩ một lúc và cảm thấy Lâm Thanh Diện đúng là người như vậy, cô chỉ muốn cảm giảm một chút vậy thôi. Còn về cách làm người của Lâm Thanh Diện, cô vẫn là người hiểu rõ hơn ai hết. Đây là anh nói đó nhé, nếu như anh làm chuyện có lỗi với em thì em sẽ đưa nặc nặc đến nơi anh không tìm được, cho anh sốt ruột chết luôn. Hứa Bích Hoài nũng nịu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đè Hứa Bích Hoài dưới thân mình, cười nói anh sẽ chỉ yêu một mình em. Bây giờ anh sẽ dùng những hành động thực tế để bày tỏ tình yêu với em. Nói xong anh cúi xuống. Chương 905, hướng về Dung Thành. Mấy ngày sau, sân bay Kinh Đô. Lâm Thanh Diện và Chu Tước lên máy bay, sau khi tìm được chỗ ngồi của mình, họ ngồi xuống. Điểm đến lần này của họ là Dung Thành, đây là nơi sẽ tổ chức buổi giao lưu pháp thuật này. Theo thư mời viết thì đứng ra tổ chức buổi gặp mặt này là nhà họ Chu có tiếng tăm, uy tín ở Dung Thành này. Nhà họ Chu không có nhiều tiếng tăm trong giới kinh doanh, nhưng trong những gia tộc ở Dung Thành thì không ai dám coi thường họ cả. Lâm Thanh Diện đã đặc biệt kiểm tra thông tin của nhà họ Chu và biết được rằng sở dĩ nhà họ Chu có uy tín đáng kể ở Dung Thành là vì nhà họ có rất nhiều thầy phong thủy. Những thầy phong thủy này không phải là loại người mà Lâm Thanh Diện nhìn thấy ở nhà họ Bạch. Người ta đồn rằng các thầy phong thủy của nhà Chu đều có pháp thuật cả. Dung Thành có rất nhiều truyền thuyết về các bậc thầy nhà họ Chu, có người nói rằng họ có chiêu thức nhất niệm khai hoa, cũng có người nói các họ sử dụng bùa chú xuất quỷ nhập thần. Cao thâm còn hơn gấp trăm lần những gì thấy trên TV nữa. Có người nói các bậc thầy nhà họ Chu rất giỏi bày binh bố trận, đội hình sắp xếp có uy lực chấn động, người bình thường tiến vào, căn bản chỉ có chết chứ không sống nổi. Giáo chủ của nhà Chu là Chu Trùng Quang, thậm chí còn là một cao thủ siêu cấp được mệnh danh là đệ nhất ma giới ở Dung Thành, từng làm phép trước mặt người dân Dung Thành, niệm chú điều khiển kiếm chặt đứt một thân cây lớn 5 người ôm ở cách xa hơn 500 mét. Tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Trùng Quang là thần thánh giáng trần, bằng không thì làm sao có thể dùng tâm pháp điều khiển kiếm bay, đây là phương pháp chỉ có thần thánh mới có thể sử dụng. Lâm Thanh Diện cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tin đồn về Chu Trùng Quang, không ngờ rằng Chu Trùng Quang có thể điều khiển kiếm bay bằng ý niệm của mình, không biết phương pháp điều khiển kiếm bay của ông ta có phải là mượn từ tinh thần lực hay không. Về truyền thuyết của nhà Chu, người đời thường cho rằng đó là những lời đồn đại mà nhà Chu cố tình phóng đại nhằm tạo vẻ huyền bí khó lường, còn trong ma giới ai cũng biết nhà Chu có bản lĩnh thật sự. Đặc biệt là thanh kiếm bay của Chu Trùng Quang, của thực biến hóa khôn lường, có thể lấy đầu người trên không, thực sự đáng sợ. Lý do nhà họ Chu tổ chức buổi giao lưu pháp thuật này là để chứng tỏ sức mạnh của họ và cho mọi người trong giới pháp thuật thấy các chiêu thức mà nhà họ Chu đang sở hữu và củng cố vị trí của nhà họ Chu trong giới. Một lý do nữa là nhà họ Chu sẽ cho mọi người xem bảo vật được truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ tại cuộc gặp gỡ trao đổi pháp thuật, bảo vật này đã được nhà họ Chu nghiên cứu nhiều năm, thế nhưng họ vẫn chưa hiểu rõ được rốt cuộc món bảo vật này là dùng để làm gì. Nhưng điều chắc chắn là bảo vật này rất phi thường, một khi biết được công năng của bảo vật này, nhà họ Chu nhất định sẽ thu được vô số lợi ích. Tuy nhiên bởi vì không ai có thể tìm ra cách sử dụng bảo vật này nên nhà họ Chu dự định thu thập những hiểu biết của tất cả các cao thủ trong ma giới để xem liệu họ có thể tìm ra vai trò của bảo vật này đối với gia đình mình hay không. Nếu ai đó có thể nghiên cứu và hiểu được bảo vật của nhà họ Chu thì sẽ nhận được phần thưởng từ họ, vậy nên lần này rất nhiều người đến vì bảo vật của nhà Chu.
Chính vì muốn có thêm cơ hội bẻ khóa bảo vật, nhà họ Chu đã mời rất nhiều cao thủ từng lọt vào mắt xanh của mình, danh môn chính phái hay oai môn tà đạo gì cũng đều không bỏ qua, vì vậy những người như Chu Thác và Bạch Trấn Phong có thể nhận được thư mời của họ. Sau khi hiểu được đại khái tình hình của cuộc gặp gỡ trao đổi này, Lâm Thanh Diện cũng đã có một vài suy nghĩ đại để về hành động lần này của mình. Nếu như nhà họ Chu này không làm ra tội ác tài đình gì thì Lâm Thanh Diện tự nhiên sẽ không rảnh rỗi mà đi gây rắc rối với họ. Anh cũng sẽ xem liệu có bậc thầy nào thành thạo về sức mạnh tâm linh trong cuộc trao đổi pháp thuật này không, cũng muốn thử xem có thể hỏi đối phương một số kiến thức về sức mạnh tâm linh hay không. Không bao lâu sau, máy bay cất cánh, Lâm Thanh Diện nhắm mắt lại, tự nhiên bộc phát thần lực, muốn dùng thần lực quan sát những người xung quanh. Ngay khi thần lực của anh phát ra, anh lập tức cảm giác được một làn sóng sức mạnh không hề yếu ớt từ thân thể của một ông cụ ngồi không xa phía trước truyền đến, xem ra bên kia đối phương cũng là người có tinh thần lực tương tự. Khi tinh thần của Lâm Thanh Diện tập trung vào trên người ông cụ, ông ta dường như ý thức được, quay đầu nhìn về phía sau. Lâm Thanh Diện mở mắt ra nhìn ông ta, hai người nhìn nhau một hồi, sau đó ông cụ liền xoay người đi. Chu Tước chú ý thấy bộ dạng của Lâm Thanh Diện và hỏi, có chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện cười nói, không có gì, xem ra cuộc gặp gỡ trao đổi pháp thuật này quả thực sẽ có một số người có chiêu thức phi thường tham gia. Chu Tước có chút khó hiểu, không biết tại sao Lâm Thanh Diện lại nói ra những lời như vậy, nhưng mà cô ta cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nhìn vào tạp chí thời trang chuẩn bị ở trên máy bay. Sau khi ông cụ quay lại, trên mặt hiện lên một chút nghi ngờ, ngồi bên cạnh ông ta là một cô gái xinh xắn chừng 20 tuổi, cô gái nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của ông ta liền hỏi, ông nội, có chuyện gì vậy? Ông cụ lắc đầu nói, vừa rồi ông cảm thấy ở phía hình như có một sức mạnh siêu nhiên gì đấy đang thăm dò chỗ chúng ta, sau đó ông thấy một cậu thanh niên đang nhìn chằm chằm vào mình. Ông nghĩ chắc chỉ là ảo giác thôi, thằng nhóc đó còn trẻ như vậy sao có thể có được tinh thần lực chứ? Có vẻ như ông đã quá mê mẩn việc nghiên cứu tinh thần lực trong khoảng thời gian này nên mới có ảo tưởng vừa rồi thôi. Trên đời này sợ là căn bản không tồn tại người sở hữu thần khí, lại càng làm sao có thể có người dùng tinh thần lực thăm dò ở đây. Cô gái cũng nhìn ra phía sau, thấy Lâm Thanh Diện quả nhiên rất bình thường, liền nói với ông cụ, ông nội gần đây có lẽ hơi mệt mỏi, nhưng lần này nhà họ Chu tổ chức cuộc họp trao đổi pháp thuật, hẳn là có rất nhiều cao nhân đến đấy. Có thể sẽ có người có thể cứu được chị cháu. Mà nhà họ Chu còn sẽ lấy bảo vật ra, nếu chúng ta có thể mở khóa bí mật của bảo vật đó thì không chừng chúng ta không cần một người có tinh thần lực đến cứu chị nữa. Ông cụ thở dài lẩm bẩm, mong vậy, nếu như lần này không tìm được người hay cách cứu chị gái cháu thì sợ là ôi. Trên mặt cô gái cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, cô ta cúi đầu chìm vào im lặng. Sau khi máy bay đến Dung Thành, Lâm Thanh Diện và Chu Tước từ sân bay đi ra, cùng nhau đi tìm khách sạn, sau khi đặt đồ xuống. Họ đến nhà hàng của khách sạn để ăn một chút gì đó. Tôi nghe nói ở Dung Thành non xanh nước biếc, phong cảnh mỹ lệ, lịch sử lâu đời và còn nhiều món ăn rất ngon nữa. Đây là một nơi rất tuyệt để đến đi du lịch, vẫn còn 3 ngày nữa mới tới cuộc gặp trao đổi pháp thuật. Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này tham quan nhìn ngắm Dung Thành, thả lỏng một chút. Lâm Thanh Diện nhìn Chu Tước nói. Đôi mắt Chu Tước đột nhiên mở to, anh chàng này muốn dạo quanh Dung Thành cùng cô ta. Đây chẳng phải là đang hẹn hò sao? Chương 906, mua quần áo. Lâm Thanh Diện chú ý tới biểu hiện trên mặt Chu Tước, có chút khó hiểu hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì không? Chu Tước vội ho hai tiếng nói, không, không có gì, đi loanh quanh cũng không sao, nhưng tôi cảm thấy mình nên thay quần áo. Tôi phải mua vài bộ quần áo để mặc trước đã. Được, Lâm Thanh Diện không quan tâm, dù sao thì QGX là đi giết thời gian. Mua sắm quần áo hay là tham thú danh lam thắng cảnh thì cũng chẳng khác gì mấy. Chu Tước thấy ánh mắt Lâm Thanh Diện có chút thất thường, trước đây cô ta chưa từng mua quần áo với người đàn ông nào khác ngoài ba anh em bọn Thanh Long, bây giờ đi với Lâm Thanh Diện, cô ta vẫn có chút căng thẳng. Lâm Thanh Diện đương nhiên không biết Chu Tước đang nghĩ gì trong đầu, hiện tại anh thật sự coi Chu Tước là đồng nghiệp của mình, anh nói cùng ra ngoài đi loanh quanh là thật sự chỉ có ý muốn kiếm chuyện làm giết thời gian mà thôi. Không quan tâm Chu Tước là nam hay nữ đều cũng sẽ nói vậy. Dù gì thì cũng chẳng thể ở lì trong khách sạn suốt cả 3 ngày được. Sau khi cả hai dùng bữa cùng nhau, họ rời khách sạn và đi về phía đường Xuân Yến rất nổi tiếng ở Dung Thành. Kỳ thật khi Chu Tước nói muốn đi mua quần áo, Lâm Thanh Diện vẫn là có chút kinh ngạc. Dù sao trong ấn tượng của anh, Chu Tước vốn là một người không quan tâm đến hình tượng của chính mình, tuy rằng cô ta có ngoại hình xuất chúng, nhưng là một người học võ.
làm sao cô ta có tâm tình mà nghĩ về chuyện trang điểm ăn mặc. Vì vậy trong lòng Lâm Thanh Diện, Chu Tước là một người không quan tâm đến ngoại hình, vài bộ quần áo của cô ta đã lỗi thời, rất bình thường so với những bộ quần áo của mấy người đẹp ngoài kia. Nhưng từ lúc bắt đầu lên máy bay, Lâm Thanh Diện đã cảm thấy Chu Tước không phải là kiểu người không quan tâm đến hình ảnh nhiều như anh nghĩ nữa, người phụ nữ có tính khí như một con hổ cái này thế mà thậm chí còn thích đọc tạp chí thời trang. Bây giờ lại còn đi mua quần áo nữa, điều này làm cho Lâm Thanh Diện cảm thấy dù là một người phụ nữ quyền lực đến đâu thì bản chất của cô ta cũng không dễ thay đổi, nhưng mà đây cũng là một điều tốt cho Chu Tước, biết đâu ăn mặc đẹp một chút sẽ khiến tính khí của cô ta trở nên dịu dàng hơn chút. Lâm Thanh Diện không biết rằng Chu Tước trước đây chưa từng nghĩ tới chuyện ăn mặc này, điều khiến người ta thấy cô ta đẹp hiện giờ hoàn toàn là nhờ ngoại hình cường tráng. Nếu học cách ăn mặc, mua thêm mấy bộ quần áo đẹp, tư thái nhất định có thể ít nhất ghi thêm 2 điểm. Nếu ba anh em bọn Thanh Long biết Chu Tước rủ Lâm Thanh Diện đi mua quần áo cùng nhau thì chắc họ sẽ phải đốt 2 quả pháo để ăn mừng, cuối cùng thì em gái của họ cũng mở mang đầu óc rồi. Đường Xuân Yến là con phố thương mại lớn nhất ở Dung Thành. Có rất nhiều trung tâm mua sắm và người qua lại ở đây. Có thể nói đây là nơi sôi động nhất ở Dung Thành này, rất nhiều người nổi tiếng trên mạng cũng sẽ đến đây để quay video. Ở nơi này, bạn có thể nhìn thấy tất cả các kiểu con gái xinh đẹp, đây cũng coi như là một phong cảnh độc đáo ở đây. Lâm Thanh Diện và Chu Tước bước vào một trung tâm mua sắm, nhìn dãy quần áo rực rỡ, Chu Tước cũng có chút hứng thú. Cô ta dắt Lâm Thanh Diện đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để xem. Lần nào Chu Tước cũng hỏi ý kiến của Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện thường sẽ ứng phó một chút bằng cách trả lời, đẹp đấy, với bất kỳ câu hỏi nào của Chu Tước. Dù sao thì trong mắt một chàng trai thẳng như Lâm Thanh Diện, chỉ cần không xấu xí và thái quá thì những bộ quần áo này nhìn cũng không khác biệt gì lắm. Cuối cùng, trong một cửa hàng quần áo khá cao cấp, Chu Tước nhìn chúng được một chiếc váy dài đen, cửa hàng này còn có dịch vụ trang điểm cho khách, sẽ trang điểm phù hợp cho khách theo trang phục mà họ ưa thích. Chu Tước đi thử váy và nhờ nhân viên trang điểm giúp. Một lúc sau, cô ta mặc một chiếc váy đen với mái tóc dài xõa ra, một Chu Tước duyên dáng với khuôn mặt trưởng thành xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Diện. Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tước trông như thế này, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau khi trang điểm xong, ít nhất cô ta cũng được 9,5 điểm trên thang điểm 10. 0,5 điểm ít hơn là vì Chu Tước không còn trẻ như Thượng Sam Tinh Vũ hay Lương Cung Nhạn Xương nữa. Bớt đi một chút xanh tươi và non nớt, lại thêm phần càng trưởng thành và nữ tính. Khi Chu Tước nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, cô ta cũng không thể tin được. Cô ta cảm thấy như mình đã thay đổi khuôn mặt, mấy năm này, cô ta thực sự chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình của mình lần nào. Cô nhìn Lâm Thanh Diện ngượng ngùng, hỏi anh thấy thế nào? Lâm Thanh Diện giơ ngón tay cái lên với Chu Tước và nói, rất đẹp. Nếu tính khí của cô tốt hơn thì người theo đuổi cô chắc có thể xếp hàng dài luôn đó. Chu Tước lập tức trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, muốn hỏi anh là ai có tính khí không tốt, thế nhưng nghĩ đến việc anh chàng này đã khen ngợi nhan sắc của mình nên cũng không thể tính toán với anh được, vậy nên cô ta liền vui vẻ đi thanh toán. Lâm Thanh Diện mỉm cười bất lực, nghĩ rằng việc ăn mặc đẹp hơn sẽ rất hữu ích. Vừa nãy Chu Tước còn kiềm chế được tính khí của cô ta rồi đấy thôi. Tuy nhiên chẳng được mấy giây sau, giọng nói cáu kỉnh của Chu Tước lại truyền đến từ quầy thu ngân. Cô đang nói cái gì vậy? Chiếc váy và phí trang điểm này có giá hơn 240 triệu. Cửa hàng mấy người ăn cướp à? Lâm Thanh Diện đi về phía quầy tính tiền, nhìn thấy Chu Tước hung hăng nhìn chằm chằm nhân viên bán hàng, nhân viên này sợ tới mức hoảng sợ đến mức không dám lộ người ra ngoài. Thưa cô, cửa hàng của chúng tôi chủ yếu bán quần áo cao cấp. Lúc trang điểm, tôi đã nói với cô về chi phí. Cô cũng trực tiếp bỏ qua và bảo để nói sau, tôi nghĩ rằng cô không quan tâm đến giá cả. Nhân viên thận trọng nói. Chu Tước đột nhiên cảm thấy mình bị hớ, lúc đó cô ta thật sự đã mặc kệ giá cả, cảm thấy một bộ quần áo trang điểm cũng sẽ không quá đắt, ai mà ngờ giờ giá cả cao như vậy. Mặc dù cô ta đã lấy lại đồ của mình và tiền từ chỗ Bạch Trấn Phong, nhưng mà cộng lại thì cũng không đủ 240 triệu. Điều này khiến Chu Tước đột nhiên xấu hổ, cô ta do dự không muốn trả tiền trang điểm, váy cũng không còn muốn nữa. Lâm Thanh Diện nhìn cảnh này mà bất giác mỉm cười. Không thể ngờ rằng Chu Tước, một trong bốn vị cao thủ của chúng thần điện mà cũng có lúc bị dồn tới bước đường này. Anh bước đến chỗ nhân viên bán hàng, đưa thẻ ngân hàng và nói quẹt thẻ. Người bán hàng thở phào nhẹ nhõm và quẹt thẻ của Lâm Thanh Diện. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện quẹt hơn 240 triệu mà không chớp mắt,
nhân viên bán hàng biết ngay anh chắc chắn là một người vừa giàu vừa khiêm tốn, trong lòng cảm thấy ghen tị với Chu Tước. Thưa ngài, thật hạnh phúc cho bạn gái của ngài khi có một người bạn trai như ngài. Cô nhân viên mỉm cười đưa tờ hóa đơn vào tay Lâm Thanh Diện nói. Sau khi Lâm Thanh Diện và Chu Tước nghe những gì nhân viên bán hàng nói, họ đồng thanh, anh ấy cô ấy không phải là bạn trai gái của tôi. Nhân viên bán hàng nghe vậy, sắc mặt lập tức sững sờ, không ngờ hai người bọn họ không phải là bạn trai bạn gái. Xin lỗi, tôi đã nói sai, xin hãy tha thứ cho tôi. Nhân viên bán hàng nói nhanh. Không sao đâu, Lâm Thanh Diện nói. Bạn trai tương lai của tôi nhất định tốt hơn anh ta. Chu Tước cũng giả vờ nói một câu, lén lút liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Lâm Thanh Diện không nói gì, xoay người bước ra ngoài, Chu Tước cũng vội vàng đi theo, quần áo thay đổi lúc trước cũng để trong tiệm. Sau khi tiễn hai người Lâm Thanh Diện đi, nhân viên bán hàng thở phào nhẹ nhõm nói với chính mình, người phụ nữ vừa rồi thật sự rất kỳ quái. Cô ta rõ ràng là có ý với anh kia, thế mà lại mạnh miệng chối. Phụ nữ quả nhiên là loài sinh vật khẩu thị tâm phi mà. Chương 907, mua rẻ bán đắt. Từ lúc ra khỏi cửa hàng, Chu Tước có hơi ngượng ngùng nhìn Lâm Thanh Diện, nói, vừa rồi cảm ơn anh, tôi sẽ trả lại cho anh 240 triệu kia. Lâm Thanh Diện cười trả lời, không cần, hơn 200 triệu thôi mà, coi như là quà tôi tặng cô. Sau này cô đừng động tí là cáu bẩn với tôi là được. Vẻ mặt Chu Tước tràn đầy tức giận, chẳng lẽ tính tình của tôi xấu đến vậy à? Lâm Thanh Diện chỉ cho cô một ánh mắt, để cô tự nhận thức lại bản thân. Lúc này Lâm Thanh Diện đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi, bây giờ cô có bao nhiêu cống hiến? Chu Tước ngẫm nghĩ, nói từ nhỏ tôi đã sống trong chúng thần điện, đến bây giờ, tổng cộng có chừng có khoảng hơn 300.000 điểm cống hiến. Mắt Lâm Thanh Diện như sáng lên, mở miệng hỏi tiếp, vậy những điểm cống hiến đó của cô có bán không? Tôi có thể ra giá cao để mua, thế nào? Chu Tước có hơi nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện một chút, nói chúng thần điện cấm mua bán điểm cống hiến, anh không biết à? Điểm cống hiến chỉ có thể tự mình sử dụng thôi. Cái này tôi biết, có điều tôi cũng là muốn dùng điểm cống hiến đổi một thứ, cô cầm điểm cống hiến đổi, tôi và cô cùng nhau giao dịch, như vậy sẽ không có ai biết. Lâm Thanh Diện cười nói. Chu Tước nghĩ thấy đúng là có thể thực hiện, liền nói anh muốn đổi thứ gì? Chờ sau này hãng nói, không cần nóng vội. Lâm Thanh Diện trả lời. Chu Tước cũng không hỏi nhiều, chỉ gật nhẹ đầu. Nghĩ đến có thể dùng cách này đổi lấy viên ngưng hồn ngọc thứ ba, trong lòng Lâm Thanh Diện đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cứ như vậy, anh sẽ có thể tiết kiệm được không ít thời gian và tinh lực. Có điều cho dù để Chu Tước hỗ trợ đổi ngưng hồn ngọc, cũng phải đợi đến khi mang về chúng thần điện mới có thể nắm trong tay, vì vậy nhiệm vụ chủ yếu của Lâm Thanh Diện vẫn là lần giao lưu hội thuật pháp này. Hai người cùng đi về phía trước. Không ít người chung quanh bị Chu Tước thu hút, so với mấy cô hot girl mạng kia, rõ ràng Chu Tước có khí chất hơn nhiều, đối với tông sư cảnh, khí chất quanh thân đều được cải thiện nhất định. Chu Tước bị người chung quanh nhìn chằm chằm lập tức có hơi xấu hổ, có điều cũng rất hưởng thụ cảm giác được chú ý này. Cô nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi, chúng ta đi làm gì bây giờ? Lúc ấy tôi nghe người ta nói chuyện phiếm rằng quảng trường bên cạnh có một hội triển lãm nhỏ về đồ cổ, định qua đó xem thế nào. Lâm Thanh Diện trả lời. Chu Tước ồ một tiếng, thành thành thật thật đi theo Lâm Thanh Diện qua bên đó. Trình độ của Lâm Thanh Diện về phương diện đồ cổ cực kỳ cao, lúc ấy nghe nói có triển lãm đồ cổ, anh đương nhiên là có hứng thú. Với cả bây giờ Lâm Thanh Diện có được tinh thần lực, trước kia anh đều phải dựa vào mắt nhìn và tri thức để phát đoán một thứ đồ cổ, bây giờ anh chỉ cần sử dụng một chút tinh thần lực của mình thì có phải cũng có thể phân biệt được thứ đồ có giá trị cao trong đống đồ cổ đó hay không? Không bao lâu, Lâm Thanh Diện và Chu Tước đi tới quảng trường có diện tích không lớn, so với phố thương mại người qua kẻ lại nườm nượp vừa rồi thì bên này thanh tịnh hơn nhiều. Lâm Thanh Diện nhìn triển lãm đồ cổ cách đó không xa, mọi người đang trực tiếp bày quán bán đồ cổ trên quảng trường, nếu trong lòng thích thì có thể tiến hành giao dịch tại chỗ. Tuy nói triển lãm đồ cổ này có quy mô nhỏ, có điều quầy hàng trên quảng trường cũng không ít, khá nhiều người đang đi dạo qua các quầy hàng. Thử nhìn xem có thể kiếm được đồ tốt gì trong đống đồ cổ này không. Chu Tước nhìn những quầy hàng đó, quay đầu nói với Lâm Thanh Diện, thật ra anh muốn đồ cổ nào thì có thể trực tiếp đi tìm điện chủ, đồ sứ trong nhà điện chủ, bốc đại cũng có lịch sử trăm năm, dễ dàng hơn so với việc anh phí sức ở chỗ này tìm nhiều. Lâm Thanh Diện cười, nói thật ra tới những chỗ như này, ý nghĩa lớn nhất không phải là mua lại những món đồ cổ kia, như thật thật không có gì thú vị cả.
Vậy anh tới chỗ này có ý nghĩa gì? Chu Tước hỏi. Lâm Thanh Diện hơi nhếch môi, mua rẻ bán đắt. Nói xong, anh liền đi về phía trước. Ở những chỗ như này, mua một món đồ cổ mà tất cả mọi người đều công nhận, đối với Lâm Thanh Diện đương nhiên là không có ý nghĩa gì, với lại niềm vui thú mua rẻ bán đắt cũng không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng. Hai người đi tới hội triển lãm, dọc theo quầy hàng nhìn lại. Vẻ mặt Chu Tước tràn đầy hiếu kỳ, mặc dù cô không có hiểu biết gì về đồ cổ, nhưng cũng muốn dựa vào mắt nhìn của mình để xem có phát hiện được món đồ tốt nào không. Lâm Thanh Diện thì lập tức thi triển tinh thần lực, bao phủ lên những món đồ cổ kia, cẩn thận quan sát. Sau khi sử dụng tinh thần lực quan sát đồ cổ, Lâm Thanh Diện cứ như phát hiện ra thế giới mới, những món đồ cổ này dưới sự bảo phủ của tinh thần lực, tất cả chi tiết đều truyền tới não bộ của Lâm Thanh Diện. Nếu là lúc trước chỉ dựa vào lực suy nghĩ để quan sát, cho dù Lâm Thanh Diện tự nhận mình có trình độ cao thì vẫn sẽ có lúc nhìn nhầm. Mà giờ có tinh thần lực, Lâm Thanh Diện có thể nhìn được toàn bộ phương vị, không có góc chết, giống như là dùng kính hiển vi quan sát những món đồ cổ này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Cộng thêm vốn tri thức của Lâm Thanh Diện, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống nhìn nhầm nữa. Lâm Thanh Diện thực sự phát hiện ở một vài quầy hàng có mấy món đồ cổ phẩm chất không tệ, mà chủ quán không rõ giá trị của nó, ra giá cực kỳ thấp. Nếu như có thể nhặt được đồ tốt ở đây, Lâm Thanh Diện đoán chừng mình có thể kiếm được món hời lớn. Có điều, bây giờ Lâm Thanh Diện không có ý định này, tiền với anh mà nói chỉ là con số mà thôi, với cả Lâm Thanh Diện cũng không có hứng thú với việc siêu tầm, cho nên không có ra tay. Chu Tước nhìn một quầy hàng cách đó không xa có bày một chiếc vòng tay, hai mắt lập tức sáng lên, chạy về phía đó, cầm lên nhìn thoáng qua. Chủ quán lập tức cười nói, cô gái, mắt nhìn của cô tốt đấy, vòng tay này dùng phỉ thúy tốt nhất để chế tác, mà còn là đồ từ thời Càn Long, nếu cô có hứng thú thì 300 triệu, chúng ta bán hàng giao lưu. Chu Tước đưa vòng tay cho Lâm Thanh Diện nhìn, hỏi cái vòng tay này thế nào. Lâm Thanh Diện dùng tinh thần lực quét qua một chút, cười nói, có vết nối rõ ràng, với lại chi tiết xử lý tương đối thô, xem ra là đồ sản xuất hàng loạt trong nhà xưởng, chất liệu cũng là loại kém nhất. Thời Càn Long sẽ không sản xuất loại đồ này. Chu Tước mở to mắt nhìn, không ngờ Lâm Thanh Diện nhìn một cái là ra chiêu trò trong đó, cô cẩn thận nhìn chăm chú hồi lâu, vẫn không nhìn ra được gờ nối, cũng không biết Lâm Thanh Diện làm thế nào nhìn ra được. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, đương nhiên là anh dùng tinh thần lực để nhìn ra rồi, nếu không có tinh thần lực thì anh chỉ có thể thông qua một vài chi tiết kết luận vòng tay này không tốt lắm, cũng không thể nhìn ra là do công xưởng sản xuất. Bây giờ trình độ công nghệ của nhà máy đã không thua gì các bậc thầy cấp cao thời cổ đại, có điều đồ cổ phải có cảm giác lịch sử và niên đại, cho nên nhà xưởng có sản xuất được đồ tốt cũng không thể đối xử như đồ cổ được. Chủ quán cũng có hơi khiếp sợ nhìn Lâm Thanh Diện, cái vòng tay này ông ta đã tìm mấy vị sư phụ nhìn qua, mặc dù mấy vị sư phụ đó có thể đánh giá chiếc vòng này không tốt, nhưng vốn không nhìn ra được chiếc vòng này do công xưởng sản xuất. Lâm Thanh Diện lại liếc mắt một cái là nhìn thấu. Xem ra đúng là người có bản lĩnh thực sự, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, nhất định là nhân tài có thành tích nổi trội. Ngay vào lúc chủ quán và Chu Tước cùng kinh ngạc, Lâm Thanh Diện lại bị một thanh kiếm ngọc bày trong cửa hàng thu hút ánh nhìn. Kiếm ngọc này chế tác rất tinh xảo, nhưng trên thân kiếm có một vết nứt, cho nên ít ai hỏi thăm. Lâm Thanh Diện dùng tinh thần lực đảo qua, vậy mà thanh kiếm ngọc đó lại phát ra ánh hào quang mà người thường không thể nhìn thấy được. Chương 908 Kiếm ngọc. Chẳng lẽ là bảo vật? Lâm Thanh Diện dùng tinh thần lực quan sát đi quan sát lại thanh kiếm ngọc đó một hồi, phát hiện đúng là chỉ khi dùng tinh thần lực mới phát hiện được ánh hào quang đó. Anh đặt thanh kiếm ngọc vào trong tay, kiếm ngọc chỉ cỡ lòng bàn tay, nhìn qua thì giống như một vật trang trí, xem xét từ góc độ chế tác, thanh kiếm ngọc này dù không tính là tốt nhất nhưng cũng là vượt xa trình độ bình thường. Về phần năm tuổi, Lâm Thanh Diện nhìn hồi lâu mà vẫn không thể nhìn ra được thanh kiếm ngọc này được chế tạo ra từ lúc nào. Cảm giác giống như vừa được làm mấy năm trước, nhưng lại có cảm giác như đã tồn tại cực kỳ lâu rồi, trên thân kiên không có một tia gợi nhắc niên đại, mà vẫn khiến cho người ta có cảm giác xưa cũ. Cộng thêm vết nứt trên thân kiếm, về cơ bản sẽ không có ai chú ý tới thứ đồ như vậy, ngay cả chủ quán cũng đặt nó ở một nơi hẻo lánh. Lâm Thanh Diện cầm thanh kiếm ngọc lên, cẩn thận dùng xúc cảm để cảm thụ thanh kiếm ngọc này, lúc đặt vào tay, vậy mà anh lại cảm thấy có một luồng khí lạnh. Phảng phất như kiếm khí phát ra từ thân kiếm, cho người ta cảm giác bị uy hiếp. Đây tuyệt đối là một bảo vật. Trong lòng Lâm Thanh Diện có phán đoán, những thứ đồ cổ kia lọt vào mắt, anh không có hứng thú nhặt, nhưng lại vô cùng thích thanh kiếm ngọc này,
thứ đồ mà chỉ dùng tinh thần lực mới phát hiện ra điểm đặc biệt thì nhất định không đơn giản. Chủ quán thấy Lâm Thanh Diện cầm thanh kiếm ngọc trong tay, cười nói, thứ này là mấy năm trước tôi mua lại trong tay người khác, cũng cho người xem qua mấy lần, đều nói thứ này mà không có vết nứt kia thì cũng xem như một món đồ thủ công mỹ nghệ tương đối tốt, nhưng vì vết nứt nên chẳng đáng gì, món này đặt ở đây nhiều năm như vậy vẫn không có ai muốn, nếu anh thích thì tôi bán cho anh 1,5 triệu, chút ngọc này cũng chỉ đáng giá đó. Biết Lâm Thanh Diện là người trong nghề nên chủ quán cũng không tiếp tục mời chào, tránh tạo cho người ta ấn tượng xấu. Lâm Thanh Diện cười nói, được. Sau đó anh cầm lên một món đồ có màu sắc tinh khiết hơn thứ mà Chu Tước nhìn chúng, cái vòng tay này cũng coi như là một món đồ tốt, bán cho tôi cái vòng tay này và thanh kiếm ngọc kia, tôi trả cho ông 300 triệu, giá này không tính là thấp chứ. Chủ quán nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, sau đó trên mặt lộ vẻ kích động, nói, được được được, tôi gói lại cho anh. Chiếc vòng tay mà Lâm Thanh Diện cầm lên đúng là một món đồ tốt, nhưng còn kém xa cái giá 300 triệu, chủ quán cũng biết Lâm Thanh Diện chủ yếu là muốn thanh kiếm ngọc kia. Có lẽ đối với Lâm Thanh Diện, đây là một món bảo vật khó gặp, nhưng đối với chủ quán mà nói thì chỉ là một thứ không ai hỏi thăm, thứ này để ở chỗ ông ta lâu như vậy, cố người muốn đã là tốt lắm rồi, ông ta làm gì còn muốn trông cậy vào thanh kiếm ngọc này mà phát tài chứ. Cho nên không nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý. Trong ngành kinh doanh đồ cổ này, đúng là có người sẽ cố ý tăng giá khi thấy khách hàng của mình tỏ vẻ rất muốn có một món đồ. Nhưng chủ quán cũng không phải loại người không thức thời, Lâm Thanh Diện đưa ra cái giá này có thể nói là cực kỳ hợp lẽ rồi, nếu ông ta lại vì thấy Lâm Thanh Diện muốn có mà lên giá, không chừng Lâm Thanh Diện sẽ trực tiếp quay người rời đi mất. Dù sao ông ta cũng không nhìn ra Lâm Thanh Diện cực kỳ có ham muốn với thanh kiếm ngọc này. Ngay khi chủ quán muốn bọc vòng tay và thanh kiếm ngọc lại cho Lâm Thanh Diện, một giọng nói liền vang lên sau lưng Lâm Thanh Diện. Thanh kiếm ngọc này tôi cũng muốn, tôi trả 600 triệu, bọc lại cho tôi đi. Lâm Thanh Diện nhíu mày, không ngờ lại có người chạy tới chặn một chân. Anh và Chu Tước cùng quay đầu nhìn về phía sau lưng mình, phát hiện người tới là một người đàn ông chừng 30 tuổi, trong tay cầm một cái quạt. Ánh mắt người đó dừng lại trên thân Chu Tước một hồi lâu, mới nhìn sang Lâm Thanh Diện, cười với anh, nói, ngại quá người anh em. Thanh kiếm ngọc này có duyên với tôi, cho nên chỉ có thể cướp đoạt, hy vọng anh bỏ qua cho. Chủ quán nhìn chằm chằm người vừa tới, nói anh bạn này, thật sự là ngại quá, tôi và vị khách này đã thương lượng xong giá tiền, cuộc làm ăn này coi như đã đàm phán thành công, tôi làm nghề này nhiều năm như vậy, quan trọng nhất chính là chữ tín, đổi ý giữa chừng tôi chưa từng làm qua, cho nên mời anh đây có thể nhìn ngắm những món đồ khác. Người đàn ông kia cười, trực tiếp mở ra cây quạt trong tay. Bên trên viết một chữ Chu, nói tiếp, làm ăn, trước giờ đều là người trả giá cao thì có được, làm gì có chuyện không đổi ý, ông nói có đúng không? Chủ quán nhìn chằm chằm vào chữ trên quạt mấy lần, sau đó giống như là nhớ ra điều gì, sắc mặt bỗng thay đổi, kinh hô một tiếng, anh là cậu chủ nhà họ Chu. Trên mặt Chu Viễn lộ ra nụ cười đắc ý, nói, xem như ông vẫn còn có mắt nhìn, nếu như đã biết thân phận của tôi thì mau gói thanh kiếm ngọc này lại cho tôi đi. Chủ quán lập tức cực kỳ khó xử, mặc dù ông ta coi trọng chữ tín trong chuyện làm ăn, sau khi thương lượng giá cả xong chưa từng đổi ý, nhưng mà nhà họ Chu ở Dung Thành có địa vị vô cùng quan trọng, nếu đắc tội với cậu chủ nhà họ Chu, vậy sau này việc làm ăn của ông ta sẽ đổ bể. Lâm Thanh Diện cũng nhìn ra chủ quán đang khó xử, quay đầu nhìn Chu Viễn một chút, nói, xin lỗi, tôi rất thích thanh kiếm ngọc này, cho nên không muốn để cho người khác, tôi 900 triệu. Chu Viễn thấy Lâm Thanh Diện còn tăng giá, sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, người anh em, anh chắc là từ nơi khác tới, nếu anh nghe nói đến cái tên Chu Viễn của tôi, hẳn là sẽ không muốn thanh kiếm ngọc này nữa đâu. Sao, không phải anh nói người trả giá cao thì được à? Việc này có liên quan gì tới cái tên của anh chứ? Tên của anh rất đáng tiền à? Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại một câu. Trong lòng Chu Viễn thầm chửi một tiếng, có điều nhìn thấy trong tay Lâm Thanh Diện cầm một cây đao, xem bộ dáng là người học võ. Cho nên cũng không muốn cùng anh xảy ra xung đột, nếu vậy tôi chỉ có thể tiếp tục tăng giá, 1 tỷ 2. 3 tỷ, Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Chu Viễn lập tức mở to mắt nhìn, không ngờ Lâm Thanh Diện lại vung tay hào phóng như vậy, trực tiếp nâng giá lên 3 tỷ, thân là cậu chủ nhà họ Chu. Chu Viễn đương nhiên là có hiểu biết nhất định về huyền học, lúc ấy nhìn một cái là biết thanh kiếm ngọc này có chỗ không tầm thường, cho nên mới muốn mua về nghiên cứu một chút. Có điều anh ta chỉ cảm giác được thanh kiếm ngọc này không tầm thường, lại không biết thanh kiếm ngọc này dùng làm gì, bình thường anh ta cũng có thể nhìn thấy không ít đồ không tầm thường,
nhưng sau khi lấy về nghiên cứu thì thật sự không có tác dụng gì quá lớn. Cho nên dùng 1 tỷ 2 để mua một thanh kiếm tàn không xác định được công dụng đối với anh ta đã là cực hạn, bây giờ Lâm Thanh Diện trực tiếp trả 3 tỷ, anh ta đương nhiên không nỡ tăng giá. Chủ quan đứng một bên cũng ngây ra, lúc đầu ông ta cảm thấy thanh kiếm ngọc này có người mua đã là tốt lắm rồi, kết quả trong nháy mắt, Lâm Thanh Diện lại trả đến 3 tỷ. Loại cảm giác này giống như đang nằm mơ vậy. Chương 909, mời. Chu Viễn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, tuy trong lòng khó chịu nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì, ngược lại còn mỉm cười nói với Lâm Thanh Diện, nếu người anh em đã muốn như vậy thì tôi sẽ không tăng giá nữa, thanh ngọc kiếm này là của cậu. Lâm Thanh Diện cũng không nói gì, lấy luôn thẻ ngân hàng ra để chủ quầy quẹt thẻ. Nhìn màn hình POS thể hiện mấy chữ giao dịch thành công, hai tay của chủ quầy run run. Ông ta không sao ngờ được thanh ngọc kiếm bị gãy không ai để ý của mình lại được bán với giá cao như vậy, nếu nói ra việc này e rằng cũng chẳng có ai tin. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thờ ơ, phảng phất như không hề quan tâm đến số tiền mấy tỷ bạc của Lâm Thanh Diện, trong lòng chủ quầy hàng liền biết Lâm Thanh Diện chắc chắn là kiểu người lấy mấy tỷ, mấy chục tỷ làm tiền tiêu vặt. Ông ta không do dự nữa, vội vàng gói lại thanh ngọc kiếm và vòng tay rồi đưa vào tay Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cất thanh ngọc kiếm đi, sau đó đưa vòng tay cho Chu Tước. Chu Tước nhìn vòng tay kia, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, cái này cho tôi sao? Lâm Thanh Diện gật đầu. Vẻ mặt của Chu Tước lập tức ngượng ngùng, cô ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại mua chiếc vòng này để tặng cô. Cô ta nhất thời không biết nên làm thế nào, trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ lung tung. Tuy cô ta cảm thấy mình không nên nhận chiếc vòng này nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc vòng trong vô thức. Ai ôi, cái gã này sao lại tặng vòng ngọc cho mình chứ? Anh đang ám chỉ điều gì sao? Trong đầu Chu Tước tràn đầy những suy nghĩ như vậy, cô ta hơi sợ hãi nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không chú ý tới dáng vẻ khác thường của Chu Tước. Anh mua cái vòng này vốn dĩ là vì không muốn để cho chủ quầy cảm thấy anh là cố ý mua thanh ngọc kiếm kia. Lâm Thanh Diện đương nhiên không có hứng thú gì với vòng tay, lúc đó anh thấy Chu Tước hình như rất thích, cho nên sẵn tiện mua tặng cô ta luôn. Nếu biết trong đầu Chu Tước suy nghĩ lung tung như vậy, cho dù Lâm Thanh Diện có vứt cái vòng tay này đi cũng sẽ không tặng cho cô ta rồi. Chu Viễn nhìn chằm chằm hai người Lâm Thanh Diện và Chu Tước sau đó trên mặt lộ ra ý cười, anh ta nói, nhìn hai người hẳn là khách đi du lịch đến Dung Thành của chúng tôi rồi. Lúc nãy tôi cũng rất muốn thanh ngọc kiếm này cho nên mới hét giá hai lần. Mong các người đừng để bụng. Gặp gỡ là duyên, nếu đã có duyên gặp nhau rồi không bằng chúng ta kết bạn đi. Lát nữa tôi sẽ đi tham gia một tiệc rượu. Trong khoảng thời gian này nhà họ Chu chúng tôi sẽ tổ chức buổi giao lưu thuật pháp, tôi đã mời mấy vị đại sư giỏi đến dùng cơm chung. Không biết biết hai vị có hứng thú đi chung không? Nghe Chu Viễn nói vậy, Lâm Thanh Diện đúng là hơi nảy sinh hứng thú. Chu Viễn này tự xưng là cậu chủ nhà họ Chu, chắc chắn phải có chút hiểu biết về buổi giao lưu thuật pháp này. Vừa lúc Lâm Thanh Diện cũng có thể xem rốt cuộc những người tham gia buổi giao lưu thuật pháp này sẽ là ai. Được, Lâm Thanh Diện trả lời. Anh nhìn dáng vẻ của Chu Viễn, đúng là một người biết điều, anh ta không vì mình ra giá cao để mua thanh ngọc kiếm mà tức giận ngược lại còn mời anh ăn cơm, cho nên Lâm Thanh Diện cảm thấy nên nể mặt anh ta một lần. Cô muốn đi không? Lâm Thanh Diện quay đầu lại hỏi Chu Tước. Lúc này Chu Tước vẫn còn xoắn xuýt trong niềm vui bất ngờ vì được Lâm Thanh Diện tặng vòng tay, khi nghe được Lâm Thanh Diện hỏi cô ta đã đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Lâm Thanh Diện cũng muốn đi, đương nhiên cô ta cũng đi theo rồi. Chu Viễn mỉm cười xoay người dẫn theo hai người Lâm Thanh Diện đi về chiếc xe đậu cách đó không xa. Lâm Thanh Diện và Chu Tước đều không để ý tới khoảnh khắc khi Chu Viễn xoay người ánh mắt anh ta lộ ra vẻ hung tàn và ác độc. Địa vị của nhà họ Chu ở Dung Thành rất cách biệt. Ba của Chu Viễn lại là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới thuật pháp. Lâm Thanh Diện lại dám cướp đồ của anh ta, sao anh ta có thể tha cho Lâm Thanh Diện được chứ? Ba người cùng ngồi xe đi đến một quán rượu ở Dung Thành. Trên đường đi Chu Viễn hỏi Lâm Thanh Diện và Chu Tước rất nhiều vấn đề, cố ý muốn tìm hiểu rõ lai lịch của bọn họ. Tuy hai người Lâm Thanh Diện đến đây vì buổi giao lưu thuật pháp nhưng thư mời trong tay bọn họ đều là do cướp được vì không muốn Chu Viễn nghi ngờ liền nói bọn họ đến Dung Thành để đi du lịch, trùng hợp nghe được buổi giao lưu thuật pháp cho nên cảm thấy rất thích thú. Chu Viễn cố ý hỏi Lâm Thanh Diện tại sao lại mang theo một cây dao ra ngoài. Lâm Thanh Diện nói bản thân rất thích mấy thứ đồ chơi này, cho nên lúc ra ngoài sẽ đem theo một cây dao, đồng thời cũng có thể dùng nó để phòng thân. Chu Viễn đoán có thể Lâm Thanh Diện là một võ giả. Có điều cũng không để trong lòng,
bởi vì từ nhỏ anh ta đã lớn lên trong nhà họ Chu, anh ta vẫn luôn cho rằng võ học không so được với thuật pháp. Những võ giả tìm đến Chu Trọng Quang thách đấu kia cuối cùng đều bị đánh bại bởi phi kiếm trong tay ông ta, cộng thêm sự thay đổi khôn lường của thuật pháp, cho nên Chu Viễn luôn cảm thấy võ học rất kém cỏi, không xứng tầm. Mặc kệ những gì Lâm Thanh Diện và Chu Tước nói có phải là sự thật không, nhưng Chu Viễn cũng đã xác nhận hai người này không phải là hậu duệ của đại sư danh tiếng gì. Hai người cũng mù tịt về thuật pháp, muốn đối phó với bọn họ cũng khá dễ dàng. Không lâu sau, xe dừng lại trước quán rượu, Chu Viễn, Lâm Thanh Diện và Chu Tước cùng bước xuống xe, sau đó anh ta nhiệt tình mời bọn họ vào nhà hàng. Hôm nay Chu Viễn đã bao trọn nhà hàng này rồi, trừ khi được Chu Viễn cho phép, hết thảy những người khác đều không được vào. Ngay khi hai người Lâm Thanh Diện và Chu Tước bước vào nhà hàng, bọn họ liền nhìn thấy trong đại sảnh đã bày sẵn một chiếc bàn rất lớn, có thể ngồi khoảng vài chục người, lúc này trên bàn chỉ mới có bộ dụng cụ ăn còn thức ăn vẫn chưa được mang lên. Mà cách cái bàn đó không xa có rất nhiều người đã đợi sẵn ở đây, bọn họ đều được Chu Viễn mời đến. Lâm Thanh Diện và Chu Tước nhìn những người kia một lát, trong lòng hơi kinh ngạc, bởi những người ngồi ở đây đều là khách nữ. Hơn nữa ai cũng tướng mạo trẻ đẹp, xinh đẹp hơn người. Trong đại sảnh chỉ có mỗi Lâm Thanh Diện và Chu Viễn là hai người đàn ông. Điều này không chỉ khiến cho Lâm Thanh Diện cảm thấy hơi nghi ngờ. Chu Viễn này nói là mời bạn bè và mấy vị đại sư của giới thuật pháp cùng ăn cơm, đại sư mà Chu Viễn nói có thể vẫn chưa tới nhưng bạn của anh ta không ngờ lại đều là bạn nữ, việc này khiến người khác cảm thấy hơi khác lạ. Mọi người ngồi vào chỗ trước đi, tôi đây liền đi mời mấy vị đại sư kia đến đây. Đợi lát nữa lúc ăn cơm đại sư sẽ tiến hành giảng pháp. Đây là cơ hội tốt cho chúng ta, mọi người tuyệt đối đừng bỏ lỡ đấy. Chu Viễn nói với mọi người xong liền đi vào bên trong. Chỗ sâu nhất trong quán rượu, bên trong một gian phòng có ba người đàn ông vẻ mặt vô lại đang xếp bằng ngồi trên sàn nhà. Có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu bọn họ đang bốc lên từng đợt sương mù, có vẻ bọn họ đang tu luyện một môn công pháp nào đó. Chu Viễn đẩy cửa vào. Sau khi nhìn thấy ba người thì mỉm cười nói, ba vị đại sư, đừng vội luyện công, người đã đến đủ rồi. Lần này người tôi tìm cho các vị đều là những người đẹp thuộc hàng tuyệt phẩm, bảo đảm các người sẽ vừa lòng. Ba người đều mở mắt ra, trên mặt đều mỉm cười. Có sự giúp đỡ của cậu chủ Chu, đại pháp song tu của chúng ta chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Sau chuyện lần này chúng ta nhất định sẽ có phần thưởng xứng đáng cho cậu chủ Chu. Người ngồi ở giữa mở miệng nói. Thẩm đại sư khách sáo quá rồi. Chỉ có điều trong số những người hôm nay tôi mời đến đây, có một người đàn ông theo sự quan sát của tôi có lẽ là một võ giả. Người này đã giật một món đồ của tôi. Hy vọng lát nữa ba vị đại sư sẽ trừng trị kẻ này cho tôi. Chu Viễn nhất định sẽ rất biết ơn. Chu Viễn mở miệng nói. Việc này xin cậu chủ Chu cứ yên tâm, chỉ là một võ giả mà thôi, đối với chúng tôi mà nói dễ như ăn cháo. Đợi lát nữa cậu chủ cứ yên tâm ngồi xem kịch vui là được. Người được gọi là Thẩm đại sư trả lời vô cùng tự tin. Chương 910, Mê hồn đại pháp. Trong đại sảnh nhà hàng, Lâm Thanh Diện và Chu Tước đã ngồi vào bàn, những người phụ nữ khác được Chu Viễn mời đến cũng đều ngồi xuống. Lâm Thanh Diện quan sát kỹ những cô gái này một hồi, phát hiện bọn họ đều là những cô gái bình thường, chỉ có điểm chung duy nhất đó là ai cũng cực kỳ xinh đẹp. Điều này khiến Lâm Thanh Diện nghi ngờ không biết có phải Chu Viễn này là viện cớ mời đại sư ăn cơm hay cố ý đến đây tán gái. Chu Tước cũng nghi ngờ nhìn mấy cô gái ngồi trước bàn, nhỏ giọng nói với Lâm Thanh Diện, không phải nói là mời đại sư ăn cơm sao? Anh ta mời nhiều phụ nữ đến để làm gì? Việc này còn phải hỏi Chu Viễn, trước tiên cứ nhìn thử xem rốt cuộc đại sư mà anh ta nói là ai. Nếu tình hình không ổn, chúng ta cứ rời đi luôn là được. Lâm Thanh Diện trả lời. Chu Tước gật đầu, không nói gì nữa. Có thể nhìn thấy trên mặt của mấy cô gái kia cũng tràn ngập vẻ nghi ngờ. Rõ ràng, bọn họ cũng không ngờ Chu Viễn này lại mời nhiều bạn nữ như vậy. Tình huống này hoàn toàn khác xa với những gì Chu Viễn đã nói. Nhưng vì bọn họ đều đã đến rồi, nếu cứ rời đi như vậy thì cũng không được. Huống chi đại sư mà Chu Viễn nói vẫn chưa xuất hiện, nếu cứ đi như vậy không chỉ xúc phạm đến cậu chủ Chu mà còn đắc tội với đại sư. Việc này đối với bọn họ mà nói đúng là mất nhiều hơn được. Một lúc sau, Chu Viễn đi từ bên trong ra, ba vị đại sư kia cũng đi theo. Để tôi giới thiệu với mọi người, ba vị đại sư này là do tôi mời tới. Vị này là Thẩm Long Thẩm đại sư, vị này là Thành Hổ Thành đại sư. Vị này là Tôn Báo Tôn đại sư. Chu Viễn giới thiệu ba vị đại sư với mọi người.
Lâm Thanh Diện nhìn ba người bọn họ, không hề phát hiện sự dao động của nội lực trên người bọn họ, nhưng khí tức của ba người quả thực khác với người thường, cho nên Lâm Thanh Diệu lại dùng tinh thần lực quan sát ba người bọn họ một hồi, phát hiện xung quanh ba người bọn toát ra một tầng ánh sáng mà mắt thường không nhìn được. Nếu anh đoán không lầm, ba người chắc hẳn là tu luyện một môn công pháp nào đó của giới thuật pháp. Tuy bọn họ không có nội lực, có điều sức mạnh của loại công pháp tu luyện này không hẳn đã kém hơn nội lực. Ba người Thẩm Long mỉm cười nhìn những người cùng bàn, ánh mắt hơi dừng lại trên người Lâm Thanh Diện, sau đó ba người cùng ngồi xuống, dùng bộ dáng cao nhân đắc đạo nhìn những người ngồi trước bàn. Mấy cô gái đang ngồi đây hơi căng thẳng, có không ít người ngồi thẳng sống lưng, muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt mấy vị đại sư này. Chu Viễn cũng ngồi xuống, sau đó bắt đầu kêu nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Sau khi trên bàn đã dọn đủ món ăn, Chu Viễn nhìn mọi người, mở miệng nói, có lẽ các vị rất tò mò muốn biết sở trường của ba vị đại sư này là gì đúng không? Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cùng biết. Sở trường của ba vị đại sư này chính là mê hồn đại pháp cùng với song hưu chi pháp. Mà hôm nay tôi mời các người đến đây thật ra là vì giúp đỡ ba vị đại sư hoàn thành song hưu chi pháp. Ba vị đại sư cần tiến hành giao hợp với các người để tăng pháp lực. Các người nên cảm thấy vinh dự khi có thể giúp đỡ được ba vị đại sư đây. Chu Viễn vừa dứt lời, tất cả mọi người ngồi đó đều lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, không ngờ Chu Viễn lại nói ra những lời thô thiển như vậy. Anh có ý gì, ai muốn làm loại chuyện đó với bọn họ chứ? Chắc không phải anh cố ý lừa chúng tôi đến đây chứ? Chu Tước hơi nóng nảy hét lên với Chu Viễn. Chu Viễn mỉm cười nói, nếu mọi người đã đến đây rồi thì tôi cũng sẽ không vòng vo nữa. Cô ta nói không sai, tôi đúng là cố ý gạt các người tới đây đấy. Đồ khốn kiếp, anh không sợ tiếng tăm của nhà họ Chu sẽ bị hủy hoại trong tay anh sao? Chu Tước trừng mắt nhìn Chu Viễn quát lớn, những cô gái còn lại cũng lộ ra vẻ kinh tởm nhìn Chu Viễn. Không phải tôi vừa nói ba vị đại sư đây rất giỏi về mê hồn đại pháp sao? Đợi sau khi các người chúng mê hồn đại pháp của bọn họ rồi thì có ai biết tôi đã lừa gạt các người chứ? Vẻ mặt Chu Nguyên thờ ơ. Anh ta vừa dứt lời thì trên tay của ba người Thẩm Long liền kết thủ ấn, tiếp đó trên người của ba người liền toát ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, bao trùm lên tất cả những người đang ngồi ở đây. Chu Tước vốn định muốn đứng dậy lý luận một phen với Chu Viễn và ba người được gọi là đại sư này nhưng lại bị luồng sức mạnh này bao trùm, trong nháy mắt liền ngồi yên tại chỗ, cả người trở nên ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Lâm Thanh Diện cũng cảm nhận được luồng sức mạnh này đang bao trùm lên người anh, tiếp đó liền ảnh hưởng đến tinh thần lực của anh. Luồng sức mạnh này cố gắng phong ấn ý thức chủ quan của Lâm Thanh Diện. Sau khi người nhỏ trong tâm trí Lâm Thanh Diện cảm nhận được luồng sức mạnh này, trên người đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng, sau đó Lâm Thanh Diện cảm thấy luồng sức mạnh đó biến mất không còn tăm hơi. Anh liếc nhìn xung quanh thì nhận thấy tất cả các cô gái bao gồm cả Chu Tước giống như đang bị khống chế tâm trí. Ngồi yên tại chỗ, hệt như con rối không thể di chuyển khi chưa có mệnh lệnh. Để làm rõ rốt cuộc ba người được Chu Viễn gọi là đại sư này muốn làm gì, Lâm Thanh Diện cũng ngồi đó không nhúc nhích, yên lặng xem diễn biến. Ba vị đại sư đều đứng lên, Thẩm Long mỉm cười liếc nhìn Chu Viễn nói, tôi đã khống chế mọi người xong rồi. Chỉ cần chúng mê hồn đại pháp của chúng tôi, trừ khi chúng tôi chết, hoặc là do chúng tôi chủ động giải thuật pháp trên người bọn họ ra, trong vòng một tháng bọn họ đều sẽ nghe lệnh của chúng tôi. Lần này cậu chủ Chu tìm những cô gái chất lượng như vậy cho chúng tôi, không những chỉ cải thiện được song hưu chi pháp của chúng tôi mà còn có thể khiến cho chúng tôi vui đùa thỏa thích một phen. Trên mặt Chu Viễn cũng lộ ra nụ cười bỉ ổi, mở miệng nói, ba vị đại sư hài lòng là được, tôi cũng chọn hai người chơi đùa một chút, đợi sau khi chơi xong, sẽ đưa lại cho ba vị đại sư. Chu Viễn nói xong thì nhìn lên người Lâm Thanh Diện. Tên nhóc kia cũng bị ba vị đại sư khống chế sao? Chu Viễn mở miệng hỏi. Thẩm Long gật đầu nói, hễ là người không hiểu thuật pháp, chỉ cần chúng mê hồn đại pháp của chúng tôi sẽ hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ. Tuy tên nhóc này là võ giả nhưng nhìn tuổi tác của cậu ta chắc hẳn cũng không thể nào đạt tới hóa cảnh mà võ giả nói, chắc chắn sẽ không chống lại được mê hồn đại pháp của chúng tôi. Bây giờ cậu chủ có thể tùy ý xử trí cậu ta. Chu Viễn mỉm cười đi đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, thằng nhóc. Chắc chắn cậu không ngờ tôi mời cậu đến đây thật ra là muốn cho cậu một bài học đúng không? Cậu từ chỗ khác đến đây, lại dám cướp đồ của tôi, đúng là không biết tốt xấu. Bây giờ cậu đã trúng mê hồn đại pháp của ba vị đại sư rồi, ngay cả mạng nhỏ của cậu cũng nằm trong tay tôi, để tôi xem thử cậu làm thế nào cướp đồ của tôi nữa. Chu Viễn nói xong thì dừng lại trước mặt Lâm Thanh Diện nói, liếm giày của tôi trước,
để tôi xem phương pháp của ba vị đại sư có thực sự thần kỳ như trong lời đồn hay không. Lâm Thanh Diện đứng từ trên ghế lên, sau khi Chu Viễn nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên, không ngờ người chúng mê hồn đại pháp lại thật sự nghe lời như vậy. Nhưng mà Lâm Thanh Diện không liếm giày như lời Chu Viễn nói, mà nở nụ cười giễu cợt, sau đó trực tiếp đá vào người Chu Viễn. Cơ thể của Chu Viễn lập tức bay ra xa đập vào tường, cả người cắm thẳng vào trong tường. Rất xin lỗi, thủ đoạn của ba vị đại sư này hình như cũng không lợi hại như anh nghĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 911, Đấu Pháp. Chu Viễn phun ra một ngụm máu, nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không dám tin, trên mặt cũng lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Lúc nãy một cước của Lâm Thanh Diện thật sự quá đáng sợ, anh hoàn toàn chưa phản ứng lại thì người đã đập vào tường. Chuyện này sao có thể? Mày nên ngoan ngoãn nghe lời mới đúng, tại sao? Chu Viễn nói ngày càng nhỏ, chỉ sợ cú đá này của Lâm Thanh Diện đã đánh nát nội tạng của anh, nếu anh muốn sống, e là phải đợi thần tiên tới cứu. Ba người Thẩm Long cũng bị giật mình trước cú đá đột ngột này của Lâm Thanh Diện, thấy Chu Viễn bị đá thẳng vào tường, ba người liền biết thực lực của Lâm Thanh Diện không hề đơn giản. Chết tiệt, không ngờ Chu Viễn này lại dẫn về một cao thủ, chúng ta mau kết trận đi, phải giải quyết người này trước đã rồi hắn xử lý mấy chuyện khác. Thẩm Long hét lớn, rồi nhanh chóng rời khỏi cạnh bàn, tay không ngừng kết thủ ấn, trông rất huyền diệu lạ thường. Hai người Thành Hổ và Tôn Báo cũng vội vàng đứng sau Thẩm Long, rồi kết thủ ấn như ông ta, trong nháy mắt, xung quanh ba người đã phát ra ánh sáng màu đen mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trông hơi quỷ dị. Lâm Thanh Diện nắm chặt Thôn Chính, từ từ rút ra khỏi vỏ đao, rồi híp mắt nhìn ba người, trong mắt cũng mang theo chút cảnh giác. Những cao thủ pháp thuật này rất khác với cao thủ nội kình, bọn họ thường công kích bất ngờ, nên Lâm Thanh Diện không dám lơ là một chút nào. Thẩm Long liếc nhìn Lâm Thanh Diện, rồi lạnh lùng nói, nhóc con, cậu là ai? Tới đây với mục đích gì? Lâm Thanh Diện hừ lạnh rồi nói, câu này tôi nên hỏi mấy người mới đúng, tôi được mời tới đây để tham gia tiệc rượu, nhưng lại suýt bị khống chế tinh thần, các ông làm vậy với mục đích gì? Trước giờ tôi rất ghét mấy thủ đoạn bàng môn tà đạo này, nếu hôm nay đã gặp phải, vậy thì tôi sẽ thay trời hành đạo, để sau này các cô gái khác khỏi rơi vào thủ đoạn thâm độc của các ông. Thẩm Long híp mắt, lạnh lùng nói, quả thật thực lực của cậu rất tốt, có thể thoát khỏi mê hồn đại pháp của chúng ta, thậm chí còn một cước đá thẳng người kia vào tường, nhưng ba anh em chúng tôi đã tung hoành giang hồ nhiều năm, cũng từng giết nhiều cao thủ hóa cảnh trong võ giả các cậu, chỉ dựa vào một mình cậu cũng muốn đối phó với chúng tôi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chúng tôi đã kết thúc hồn trận rồi, cho dù cậu có bản lĩnh bằng trời cũng đừng hòng tới gần chúng tôi nửa bước. Thế à, vậy để tôi xem dạy cho các ông biết thế nào là lợi hại. Lâm Thanh Diện vừa dứt lời, trên thân Thôn Chính đã phát ra từng luồng ánh sáng, gần như có thể phóng ra uy thế vô tận bất cứ lúc nào. Thẩm Long thấy Lâm Thanh Diện có thể làm thân đao phát sáng, thì trong lòng cũng hoảng hốt, đoán anh có lẽ cũng là một cao thủ hóa cảnh. Ông không dám sơ suất, mà vội vàng kết thủ ấn, rồi hét lớn, tập hợp. Trong nháy mắt, ánh sáng màu đen xung quanh ba người liền ngưng tụ về phía Lâm Thanh Diện, rồi trên mặt đất lại xuất hiện một hoa văn như lá bùa, bao vây Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vung Thôn Chính trong tay ra, chém vào hoa văn đó, mặt đất lại xuất hiện một chiếc hố, nhưng hoa văn đó không hề có chút thương tổn. Thẩm Long cười nhạo Lâm Thanh Diện rồi nói, nhóc con, thuốc hồn trận của chúng ta là nhắm vào tinh thần của cậu, nên cậu dùng sức mạnh cơ thể sẽ không đời nào phá được bản lĩnh của chúng tôi. Lúc nãy nếu cậu lao thẳng tới giết ba người chúng tôi, có lẽ sẽ có chút khả năng, đáng tiếc cậu vẫn luôn đứng đợi chúng tôi xuất chiêu, giờ trận pháp đã thành hình rồi, cậu không còn cơ hội nào để đánh thắng chúng tôi nữa. Nghe ông ta nói thế, Lâm Thanh Diện liền muốn xông về phía ba người, nhưng anh vừa cử động, lá bùa trên mặt đất liền phóng ra từng luồng ánh sáng, trong nháy mắt, Lâm Thanh Diện cảm thấy đầu óc mình đau nhói. Rồi trên lá bùa đó lại phóng ra một luồng sức mạnh màu đen quấn quanh người Lâm Thanh Diện. Sau đó bóp cổ anh ngay. Mặc dù Lâm Thanh Diện không hề cảm thấy có thứ gì đó đang bóp cổ mình, nhưng anh vẫn thấy khó thở. Cảm giác này gần như làm đầu óc anh sinh ra ảo giác, cho rằng có người đang bóp cổ mình, rồi cơ thể tự động sinh ra phản ứng. Nếu bộ não cho rằng mình đã chết, cho dù cơ thể không hề chịu sự tổn thương nào, thì người cũng sẽ xuất hiện tình huống chết não. Nếu ba người Thẩm Long đối phó với cao thủ hóa cảnh khác, với những người có thực lực yếu, quả thật có thể bị thứ được họ gọi là thuốc hồn trận của họ giết chết, nhưng Lâm Thanh Diện là người có tinh thần lực,
tiểu nhân trong đầu anh luôn luôn chú ý đến tinh thần của anh, sao có thể để cho thủ đoạn này uy hiếp tính mạng của mình được. Lâm Thanh Diện thông qua nội quan, vừa liếc mắt đã nhìn thấy sức mạnh màu đen đang xuất hiện trong đầu mình, tiểu nhân trong đầu anh liền mở mắt ra, vươn tay bắt lấy luồng sức mạnh đó, rồi khẽ vung lên, luồng sức mạnh đó liền tan biến. Sau đó trên người tiểu nhân phát ra từng tia sáng, ngăn cách toàn bộ sức mạnh màu đen đang định tiến vào cơ thể Lâm Thanh Diện. Cứ thế, thứ được gọi là thúc hồn trận đã hoàn toàn mất hết tác dụng với Lâm Thanh Diện. Trong lòng Lâm Thanh Diện hơi kinh ngạc, không ngờ tiểu nhân trong đầu mình lại lợi hại đến thế, dựa theo lời nói của Thẩm Long, thúc hồn trận của họ đã từng giết cao thủ hóa cảnh, nhưng không ngờ lại không đỡ nổi một đòn khi đứng trước mặt tiểu nhân. Chính anh cũng bắt đầu nghi ngờ, Xích Dương Linh Mộc không cho anh nắm giữ tinh thần lực, mà để anh nắm giữ bản lĩnh thần kỳ mà người thường không có. Ba người Thẩm Long đều cho rằng Lâm Thanh Diện đã bị bọn họ khống chế, trên mặt luôn nở nụ cười khẩy, thầm nghĩ mấy võ giả này quá tự đại, luôn cho bọn họ thời gian để bố trí trận pháp. Nhưng một giây sau, bọn họ đã nhìn thấy Lâm Thanh Diện cầm đao lao về phía họ. Chuyện gì thế này, mau khống chế cậu ta lại. Thẩm Long hét lên, ba người vội kết thủ ấn, sức mạnh trên lá bùa không ngừng bao phủ lên người Lâm Thanh Diện, nhưng nó gần như không có tác dụng gì với anh. Lâm Thanh Diện cho thôn chính vào vỏ đao, bản lĩnh của ba người này không có tác dụng gì với mình, vậy thì bọn họ cũng không khác gì người thường khi đứng trước mặt mình, tất nhiên anh không cần phải sử dụng thôn chính để giải quyết bọn họ. Mắt thấy thúc hồn trận đã mất đi tác dụng, trên trán ba người Thẩm Long đều toát mồ hôi lạnh. Tại sao thúc hồn trận lại không có tác dụng với cậu ta? Cho dù cậu ta có ý chí mạnh mẽ, cũng không thể nào không có một chút phản ứng. Lâm Thanh Diện đã đến trước mặt Thẩm Long, nhếch miệng cười với hắn, rồi nói, tôi cũng không nói ngoài trừ võ đạo, tôi sẽ không còn bản lĩnh nào khác. Nói xong, anh tát thẳng vào mặt Thẩm Long, ông ta liền ngã xuống đất không hề có sức để phản kháng. Hai người Thành Hổ và Tôn Báo thấy thế thì xoay người định chạy, Lâm Thanh Diện nhanh chân đá hai cước, làm bọn họ ngã nhào xuống đất. Ba người đã bị đánh bại, thúc hồn trận cũng tan biến ngay, Thẩm Long nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt đầy sợ hãi. Định dùng mê hồn đại pháp để kéo dài thời gian. Nhưng trong lúc ông dùng mê hồn đại pháp, ông liền cảm thấy có một sức mạnh vô hình xâm nhập vào đầu mình, rồi Thẩm Long hét thảm một tiếng, sắc mặt nhất thời trắng bệch, nằm nhoài trên mặt đất sủi bọt mép. Chương 912, anh ta tắt thở rồi. Thành Hổ và Tôn Báo vốn cũng định dùng mê hồn đại pháp để kéo dài thời gian, cho dù không khống chế được tinh thần của Lâm Thanh Diện, nhưng có lẽ kéo dài thời gian một chút sẽ không sao. Nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Thẩm Long, trong lòng hai người đều cả kinh, lúc nãy bọn họ đều cảm nhận được Thẩm Long đã sử dụng mê hồn đại pháp, nhưng chỉ trong nháy mắt ông ta đã biến thành bộ dạng này, điều này chứng tỏ Lâm Thanh Diện đã dùng bản lĩnh lợi hại hơn để phản kích, bằng không không thể nào xảy ra tình huống này được. Trong lòng hai người đều khiếp sợ, bọn họ cảm thấy hơi khó hiểu, rốt cuộc Lâm Thanh Diện là quái vật gì, mà đạt đến thực lực mạnh mẽ như thế trong võ học, trên thuật pháp cũng có sức mạnh đáng sợ như vậy à? Hơn nữa cậu ta còn trẻ như thế, chuyện này cần phải có thiên phú mạnh mẽ như thế nào mới có thể đạt tới trình độ này trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Lâm Thanh Diện thấy Thẩm Long sùi bọt mép cũng hơi bất ngờ, ban nãy anh luôn phóng tinh thần lực, lúc nào cũng chú ý đến cử động của ba người, lúc Thẩm Long dùng mê hồn đại pháp, anh đã dùng tinh thần lực để phản kích lại ngay, không ngờ ông ta lại biến thành bộ dạng này. Lâm Thanh Diện không hề do dự, nhấc chân đạp lên ngực Thẩm Long một phát. Cả người ông ta co giật mấy lần rồi không còn nhúc nhích nữa. Đối với hạng người dùng thủ đoạn tà môn ma đạo với các cô gái vô tội, tất nhiên Lâm Thanh Diện không cần phải xử nhẹ tay, nếu anh đoán không lầm, chắc chắn trước đây ba người này đã dùng mê hồn đại pháp để hại nhiều cô gái, nên anh cứ giết thẳng mới là biện pháp tốt nhất để sau này bọn họ hỏi hại người. Hai người Thành Hổ và Tôn Báo thấy Thẩm Long chết trong tay Lâm Thanh Diện thì dứt khoát đứng dậy khỏi mặt đất, định chạy ra ngoài. Thân hình Lâm Thanh Diện bỗng lóe lên, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt hai người. Ông ta đã đi tới chỗ Diêm Vương báo cáo rồi, hai người các ông cứ bỏ mặc ông ta như vậy thì không ổn cho lắm. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói. Trên mặt hai người Thành Hổ và Tôn Báo đầy vẻ tuyệt vọng, rồi quỳ thụp xuống đất ngay. Người anh em, xin cậu tha cho chúng tôi, sau này chúng tôi không bao giờ dám làm chuyện này nữa, chúng tôi nhất định sẽ cải tà quy chính, xin cậu tha cho chúng tôi một mạng. Lâm Thanh Diện hừ lạnh nói, các ông muốn xin tha mạng à, hay là hai người đi tìm Diêm Vương để nói đi. Nói xong, Lâm Thanh Diện nhanh chóng nhấc chân lên, đá vào cuống họng hai người Thành Hổ và Tôn Báo.
chỉ thấy cuống họng hai người phát ra tiếng ừng ực, rồi mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Giải quyết ba người xong, mấy cô gái trong mê hồn đại pháp cũng tự động biến mất. Tất cả các cô gái đều lộ vẻ mặt sợ hãi nhìn xung quanh, lúc nãy hình như bọn họ đã mơ thấy một ác mộng, cảm thấy người mình đã mất khống chế, hơn nữa hình như người khác nói gì bọn họ cũng làm theo, cảm giác đó thật sự hơi đáng sợ. Chuyện đầu tiên sau khi Chu Tước tỉnh táo lại là nhìn bên cạnh mình, xác nhận xem Lâm Thanh Diện có ở đó không. Khi thấy Lâm Thanh Diện đã biến mất khỏi chỗ ngồi, cô lại vội vàng nhìn xung quanh, lúc thấy ba người Thẩm Long Thành Hổ và Tôn Báo đã lặng lẽ nằm trên mặt đất, còn Lâm Thanh Diện thì đứng trước mặt bọn họ, cô bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cô vội đứng dậy, đi tới bên Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, anh không sao chứ? Lâm Thanh Diện lắc đầu nói, tôi đã giải quyết rắc rối rồi. Ba người này am hiểu mê hồn đại pháp, còn Chu Viễn thì phối hợp với họ lừa các cô gái tới đây, để ba người này tu luyện xong hưu chi pháp, xem ra nhà họ Chu này cũng không phải người tốt lành gì, vậy mà lại dạy ra hạng người như vậy. Nghe Lâm Thanh Diện nói thế, trong lòng Chu Tước cũng hoảng sợ, hôm nay nếu không có anh, e là cô cũng bị Chu Viễn và ba tên xúc vật này hủy hoại rồi. Nghĩ đến đây, Chu Tước lại nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt cảm kích, đồng thời cũng cảm nhận được cảm giác an toàn từ trên người anh. Như thể chỉ cần có anh ở đây, mọi khó khăn đều được giải quyết một cách dễ dàng. Vậy cậu chủ nhà họ Chu đâu? Chu Tước chỉ nhìn thấy thi thể ba người Thẩm Long, chứ không thấy Chu Viễn, nên mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện giơ tay chỉ về phía tường, Chu Tước nhìn theo hướng tay mà anh chỉ, sau khi nhìn thấy cả người Chu Viễn đã hõm sâu vào tường, thì há to miệng ngay. Chuyện này cần phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể đá một người hõm sâu như thế? Chu Tước đi tới bên tường. Thấy sắc mặt Chu Viễn đã trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt cũng mất đi ánh sáng, cô để tay lên mũi Chu Viễn kiểm tra một lát, rồi biến sắc nói anh ta tắt thở rồi. Lâm Thanh Diện nhún vai, không hề cảm thấy điều gì bất thường, Chu Viễn này phối hợp với ba người Thẩm Long làm chuyện không có tính người, hơn nữa còn muốn ra tay với anh, tất nhiên phải chết rồi. Nhà họ Chu có thế lực rất lớn ở Dung Thành, hơn nữa e là thực lực của gia chủ nhà bọn họ cũng tương đương với cao thủ hóa cảnh. Con trai ông ta chết trong tay chúng ta, chắc chắn nhà họ Chu sẽ không buông tha cho chúng ta. Chu Tước hơi lo lắng nói. Là do anh ta tự tìm cái chết thôi, nếu gia chủ nhà họ Chu cũng không hiểu biết như con trai ông ta, vậy thì tôi cũng không ngại để ông ta đi cùng con trai ông ta. Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói. Lúc này, Chu Tước cảm nhận được khí thế vô tận trên người Lâm Thanh Diện, giống như một vị chiến thần hạ phàm, trên đời này, bất kỳ người nào cũng không có tư cách xúc phạm uy nghiêm của anh. Giờ Chu Tước đã lựa chọn tin tưởng Lâm Thanh Diện, trong lòng cô, anh đáng có tư cách để cô tin tưởng. Không phí lời nữa, Lâm Thanh Diện và Chu Tước động viên mấy cô gái một lát, rồi bảo bọn họ đừng lan truyền chuyện này ra bên ngoài, bằng không sẽ rước họa sát thân. Mấy cô gái đó cũng hiểu rõ mình mới trở về từ cõi chết, cũng rất cảm kích hai người Lâm Thanh Diện, tỏ vẻ nhất định sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài. Dưới sự hướng dẫn của hai người Lâm Thanh Diện và Chu Tước, một nhóm người rời khỏi quán trọ. Bọn họ đều sợ nhà họ Chu tìm tới cửa, nên bàn bạc một hồi rồi quyết định rời khỏi Dung Thành một khoảng thời gian, để tránh khỏi thị phi. Tối hôm đó, nhà tổ nhà họ Chu, trong thư phòng Chu Trọng Quang. Chu Trọng Quang đang ngồi trước bàn, cầm một tấm vải nhẹ nhàng lau sạch đoạn kiếm đang lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trên thanh kiếm đó có phù văn rất phức tạp, giữa phù văn đó còn có ánh vàng xoay chuyển, rất phi phàm. Thanh kiếm này chính là phi kiếm đã tạo ra uy danh lớn lao cho Chu Trọng Quang trong giới thuật pháp, nói một cách chính xác, nó là bảo vật được truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Chu, chỉ có gia các đời mới có thể nắm giữ, sau khi pháp khí nhận chủ, thì có thể phát huy uy lực vô tận. Lúc Chu Trọng Quang đang lau phi kiếm, bỗng có một người hốt hoảng xông vào thư phòng, rồi quỳ trước mặt ông. Ông chủ, không xong rồi, cậu chủ. Cậu chủ lại gây ra họa gì nữa? Cần gì phải hốt hoảng như thế? Chu Trọng Quang nhìn chằm chằm người đó nói. Cậu chủ chết trong nhà hàng Xuân Hiên rồi. Cậu nói cái gì? Chu Trọng Quang bật dậy ngay, rồi đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn nhất thời vỡ tung, trong nháy mắt phi kiếm bay vút lên cao, chĩa thẳng vào mi tâm người đang nói, kiếm khí chỉ mới xẹt qua, mà mi tâm người đó đã xuất hiện một đường máu nhỏ. Chương 913, Trảm Tiên. Cái chết của Chu Viễn nhanh chóng làm cả nhà họ Chu chấn động. Không ai ngờ được cậu cả nhà họ Chu lại chết trong tay người khác, hơn nữa nghe nói còn có ba vị đại sư có thanh danh không nhỏ ở giới thuật pháp chết cùng. Người ra tay chắc chắn không tầm thường, Chu Trọng Quang sử dụng hết tất cả năng lực của nhà họ Chu để tìm kiếm hung thủ giết chết Chu Viễn.
Lúc người nhà họ Chu đến nhà hàng Xuân Hiên điều tra, phát hiện ra đã có người phá hư mất camera giám sát của nhà hàng Xuân Hiên, mất 2 ngày mới sửa lại được. Chu Trọng Quang tức muốn hộc máu, nổi giận đùng đùng, hận không thể lật ngược toàn bộ Dung Thành lên tìm ra được người giết chết con của ông. Nhưng hiện tại chỉ còn 2 ngày nữa là đến nao ngày diễn ra hội giao lưu thuật pháp, cái chết của Chu Viễn chắc chắn không thể quá ồn ào, cho nên cuối cùng Chu Trọng Quang vẫn đè chuyện này xuống, chỉ thông báo trong nội bộ của nhà họ Chu, hơn nữa còn cấm nói ra ngoài. Mọi người trong nhà họ Chu cũng bị phân ra một số lực lượng để điều tra chuyện này, còn lại vẫn tiếp tục chuẩn bị chuyện hội giao lưu thuật pháp. Bây giờ đã gửi thiệp mời rồi, không ít người trong giới thuật pháp đều đã đi đến Dung Thành, cho nên nhà họ Chu chắc chắn là phải chuẩn bị chuyện này trước, còn chuyện của Chu Viễn, nếu như có thể tìm được hung thủ là tốt nhất, nếu tìm không được thì cũng chỉ có thể chờ đến khi hội giao lưu thuật pháp kết thúc rồi mới tính tiếp. Có không ít người nhà họ Chu bảo rằng người giết Chu Viễn chính là kẻ thù của nhà họ Chu, giết chết Chu Viễn là vì muốn cảnh cáo nhà họ Chu, người này chắc chắn sẽ xuất hiện ở buổi giao lưu thuật pháp. Cũng có người nói là vì Chu Viễn đi chung với ba vị đại sư kia, vừa khéo gặp phải kẻ thù của ba vị đại sư đó đến trả thù, cho nên mới bị giết chết. Tóm lại chuyện này ầm ĩ đến mức người nhà họ Chu đều cảm thấy hoảng sợ, rất nhiều người đều sợ kẻ thù của người nhà họ Chu đột nhiên đánh đến tận cửa, giết sạch bọn họ. Chu Trọng Quang suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là kẻ thù nào sẽ làm ra loại chuyện này, hơn nữa những kẻ thù trong ấn tượng của ông chắc là đều không thể dễ dàng giải quyết ba người Thẩm Long như thế. Nhưng Chu Trọng Quang cũng rất hy vọng người này sẽ xuất hiện trong hội giao lưu, đến lúc đó các cao thủ của giới thuật pháp có mặt ở đây, cộng thêm vài người bạn của ông, cho dù người này có giỏi cỡ nào thì cũng không thể trốn thoát. Ngay lúc nhà họ Chu đang chấn động vì cái chết của Chu Viễn, hung thủ Lâm Thanh Diện lại đang ở trong khách sạn nhàn nhã nghiên cứu thanh kiếm ngọc mua được từ buổi triển lãm đồ cổ. Anh cũng không lo lắng người nhà họ Chu sẽ tìm đến đây, trước khi đi, anh đã cố ý phá hư theo dõi của nhà hàng, cho dù nhà họ Chu có thể tìm được một ít manh mối từ những dấu vết để lại thì chắc cũng đã đến khi bắt đầu hội giao lưu thuật pháp. Khi đó Lâm Thanh Diện sẽ tự đến nhà họ Chu, không cần người nhà họ Chu đến tìm. Phòng của Lâm Thanh Diện và Chu Tước gần nhau. Lúc này Chu Tước đang ngồi trên giường ngẩn ra, không biết đang nghĩ chuyện gì. Mà Lâm Thanh Diện ở phòng kế bên lại đang ngồi trước bàn, cẩn thận quan sát thanh kiếm ngọc trong tay anh. Thanh kiếm ngọc này được làm rất tinh xảo, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trên nó còn có rất nhiều hoa văn kỳ lạ. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm nghiên cứu những hoa văn đó một lúc lâu vẫn chưa nhìn ra được cái gì. Mà trên thân kiếm có thể nhìn thấy hai chữ mờ mờ, những vì kiếm ngọc đã bị mẻ mất một góc. Cho nên hai chữ này cũng không được hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể phân biệt ra được là hai chữ Trảm Tiên. Nếu đoán không sai thì tên của thanh kiếm ngọc này chính là Trảm Tiên. Khi nhìn thấy tên này, Lâm Thanh Diện vô cùng khiếp sợ, một thanh kiếm ngọc thế này mà lại dám đặt một cái tên lợi hại như thế, không biết quá khứ của nó có thật sự có được uy năng như vậy không, hay là vì người chế tạo ra thanh kiếm ngọc này vì nhìn thấy nó rất mạnh nên mới cố ý đặt một cái tên như thế. Tạm không bàn đến chuyện trên đời này có tiên hay không, chỉ nghe cái tên Trảm Tiên này, vừa nghe đã thấy sợ rồi, nếu như thanh kiếm này thật sự có thể làm ra chuyện đó, chỉ sợ mình cũng có thể dựa vào nó mà trở thành thiên hạ vô địch. Lâm Thanh Diện cười nói, thanh kiếm này làm từ ngọc, cùng lắm cũng chỉ xem như một món đồ trang trí, hơn nữa thân kiếm cũng chỉ lớn bằng bàn tay, đừng nói Trảm Tiên, muốn cắt tờ giấy cũng phải tốn rất nhiều sức. Sau khi quan sát thân kiếm không phát hiện ra được điều gì đặc biệt rồi. Lâm Thanh Diện thả tinh thần lực của anh ra, lúc trước anh dựa vào tinh thần lực mới phát hiện được sự đặc biệt của thanh kiếm, trong lòng đoán thầm nếu muốn phát hiện ra bí mật trong thanh kiếm này, chá cũng phải dựa vào tinh thần lực. Dùng tinh thần lực bao trùm từng chút một lên thân thanh kiếm ngọc rồi, Lâm Thanh Diện lại thấy bên trên phát ra những đốm sáng lấm tấm, nhưng trừ cái này ra thì không còn gì đặc biệt nữa. Không lẽ thanh kiếm ngọc này chỉ có vật liệu khá đặc biệt, cho nên khi tinh thần lực bao trùm thì nó sẽ tản ra ánh sáng. Cũng không có bí mật gì khác. Lâm Thanh Diện lầm bầm lầu bầu nói, lúc này anh lại đặt lực chú ý lên trên lỗ hổng của thanh kiếm ngọc, anh có thể cảm nhận được hình như trên lỗ hổng này có một lực hấp dẫn rất nhỏ, đang hấp dẫn tinh thần lực của anh. Chuyện gì thế này, có cảm giác như thanh kiếm ngọc này hình như xem tinh thần lực của mình thành đồ ăn vậy. Mặt Lâm Thanh Diện hiện lên vẻ khó hiểu, sau đó tập trung tinh thần lực lên trên lỗ hổng đó. Đúng lúc này, lực hấp dẫn trên lỗ hổng đó đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp hút tinh thần lực của Lâm Thanh Diện vào đó. Sắc mặt Lâm Thanh Diện đột nhiên thay đổi, hoàn toàn không ngờ được sẽ có thay đổi như thế này, anh lập tức định thu tinh thần lực lại, nhưng chuyện làm anh cảm thấy kinh ngạc là,
anh không thể khống chế tinh thần lực của anh nữa. Lỗ hổng kia giống như một cái miệng không đáy vậy, tham lam hút tinh thần lực của Lâm Thanh Diện, chỉ trong chốc lát, Lâm Thanh Diện đã cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng thanh kiếm này lại không hề có ý định dừng lại. Người thu nhỏ trong đầu Lâm Thanh Diện cũng không có cách nào khống chế tinh thần lực bị thanh kiếm này hút đi, thời gian dần trôi đi, Lâm Thanh Diện nhìn thấy người thu nhỏ trong đầu anh đã hơi trong suốt. Chết tiệt, đừng nói là thanh kiếm này sẽ rút cạn tinh thần lực của mình, biến mình thành một thằng ngốc không có ý thức đó nha. Lâm Thanh Diện mắng thầm trong lòng, rồi cũng không còn cách nào, nếu sớm biết sẽ xuất hiện tình huống này, anh sẽ không tùy tiện dùng tinh thần lực điều tra thanh kiếm ngọc này. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Thanh Diện đã rất mệt mỏi, mí mắt sắp không mở lên được nữa, thanh kiếm này đã tiêu hao tinh thần lực của anh rất nhiều, anh cảm thấy nếu anh không nhanh chóng đi ngủ một giấc, sợ là sẽ đột quỵ. Cũng đúng lúc này, thanh kiếm ngọc cuối cùng cũng ngừng lại không hấp thu tinh thần lực của Lâm Thanh Diện nữa. Nếu so với lúc trước, ánh sáng của thanh kiếm ngọc bây giờ đã sáng láng hơn nhiều, không còn bình thường như trước kia nữa. Thấy kiếm ngọc dừng lại, cuối cùng Lâm Thanh Diện cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhắm mắt, nằm dài trên bàn ngủ mất. Anh cảm thấy trạng thái hiện nay của anh có thể ngủ suốt 3 ngày 3 đêm. Ngay lúc Lâm Thanh Diện hôn mê đi, thanh kiếm ngọc kia đột nhiên tỏa sáng, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, đồng thời từng đạo kiếm khí xuất hiện trong phòng. Tất cả mọi thứ trong phòng đều run rẩy vì sợ hãi kiếm khí này. Không bao lâu, kiếm ngọc biến thành một vệt sáng vàng kim, bay thẳng vào trong đầu Lâm Thanh Diện, biến mất hoàn toàn. Chương 914, chắc là không có vấn đề gì. Lâm Thanh Diện, anh làm sao vậy? Sao không có phản ứng gì hết? Giọng nói của Chu Tước vang lên bên tai Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Chu Tước đang đứng cạnh bàn, đợi NG lắc lắc người anh. Anh từ trên bàn bò dậy, vì nằm bò trong thời gian dài, hai tay đã tê dần, một lúc lâu sau Lâm Thanh Diện mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ đến chính anh bị kiếm ngọc hút cạn tinh thần lực nên mới hôn mê. Tôi ngủ bao lâu rồi? Hội giao lưu thuật pháp đã bắt đầu rồi sao? Lâm Thanh Diện hỏi Chu Tước. Chu Tước thấy Lâm Thanh Diện đã tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm, nói, ngày mai hội giao lưu thuật pháp mới tổ chức, ai mà biết anh ngủ bao lâu chứ? Tôi đến tìm anh hai lần, gõ cửa không thấy anh trả lời. Tôi tưởng anh có việc nên không quấy rầy, nhưng chiều nay tôi lại cảm thấy chuyện này không đúng lắm, lại đến gọi anh vài lần nhưng vẫn không nghe được tiếng trả lời, cho nên tôi mới phá cửa vào. Lúc nãy thấy anh nằm dài trên bàn, tôi còn tưởng là anh đã chết rồi, rốt cuộc thì anh đang làm gì thế, không lẽ anh cứ nằm dài trên bàn ngủ mãi thế hả? Lâm Thanh Diện gật đầu, nếu như ở giữa không có chuyện gì xảy ra thì anh đúng là vẫn luôn nằm dài trên bàn ngủ. Ngày mai mới tổ chức hội giao lưu thuật pháp. Cũng có nghĩa Lâm Thanh Diện đã ngủ 2 ngày, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đã tối rồi, nhưng anh không ngờ anh lại ngủ lâu đến thế. Nói xong, anh bắt đầu tìm kiếm thanh kiếm ngọc làm anh phải hôn mê, nhưng mà trên bàn và dưới đất không hề nhìn thấy bóng dáng của thanh kiếm đó. Cô có nhìn thấy thanh kiếm ngọc tôi mua trong buổi triển lãm đồ cổ không? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Chu Tước hỏi. Chu Tước lắc đầu, không có, tôi mới vừa vào đã nhìn thấy anh nằm dài trên bàn. Lập tức chạy đến gọi anh, cũng không thấy thanh kiếm đâu cả. Mặt Lâm Thanh Diện lập tức hiện lên vẻ khó hiểu, theo lý thuyết trước khi anh ngủ say thì đã đặt thanh kiếm kia lên bàn mới đúng, không lẽ trong đoạn thời gian ở giữa này có trộm lẻn vào phòng, trộm mất thanh kiếm đó. Ngay lúc Lâm Thanh Diện định đứng dậy đi tìm thanh kiếm ngọc kia, hai mắt anh đột nhiên co rụt lạ, sau đó ngồi yên trên bàn không nhúc nhích, cơ thể cứng còng tại chỗ, ngơ ngẩn. Anh thành như thế này là vì anh phát hiện ra trong đầu anh. Bên cạnh người thu nhỏ kia không ngờ lại có thêm một thanh kiếm nhỏ đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ, trông giống y như đúc thanh ngọc kiếm Lâm Thanh Diện mua về, trên thân kiếm cũng có một cái lỗ hổng. Cái lỗ hổng trên thanh kiếm nhỏ màu vàng này đang từ từ hấp thu tinh thần lực của Lâm Thanh Diện, giống như là đang tự nuôi dưỡng lỗ hổng của nó. Lâm Thanh Diện cảm giác được giữa anh và thanh kiếm nhỏ này xuất hiện một chút liên hệ đặc biệt, tuy Lâm Thanh Diện nhìn thấy thanh kiếm nhỏ này đang hấp thu tinh thần lực của anh. Nhưng Lâm Thanh Diện cũng biết nó không có ác ý, mà chỉ dựa vào tinh thần lực của Lâm Thanh Diện để tự chữa trị lỗ hổng của chính nó. Mà Lâm Thanh Diện cũng cực kỳ chắc chắn thanh kiếm nhỏ này chính là thanh kiếm ngọc anh mua về, còn chuyện vì sao nó lại xuất hiện trong đầu của anh, Lâm Thanh Diện cũng không rõ lắm. Nhưng Lâm Thanh Diện cảm nhận được trạng thái hiện tại của thanh kiếm đang rất yếu, nó đi hút tinh thần lực của Lâm Thanh Diện cũng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Bây giờ nó đang dựa vào tinh thần lực của Lâm Thanh Diện, đã có thể tồn tại trong đầu của Lâm Thanh Diện. Sau này mỗi ngày nó chỉ cần hấp thu một ít tinh thần lực của Lâm Thanh Diện để chữa trị cho bản thân,
tuy quá trình này rất dài dòng, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ trở về trạng thái tốt nhất. Giống như là vì muốn cảm ơn tinh thần lực của Lâm Thanh Diện, thanh kiếm này đã nhận Lâm Thanh Diện là chủ, Lâm Thanh Diện cảm giác được anh có thể khống chế thanh kiếm này, nhưng thanh kiếm này đã bị hư hại quá nặng, Lâm Thanh Diện không thể lấy được bất cứ tin tức có ích nào từ nó cả. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, nếu thanh kiếm này trở về trạng thái tốt nhất, chắc chắn có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là Trảm Tiên như cái tên của nó, cũng chưa chắc là không thể. Chu Tước thấy Lâm Thanh Diện cứng còng ở đó, cho rằng Lâm Thanh Diện lại xảy ra chuyện gì, nhanh chóng nói, anh làm sao thế, hai hôm nay rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì, là mê hồn đại pháp của ba tên thẩm long kia làm đầu óc của anh có vấn đề gì sao? Lâm Thanh Diện lấy lại tinh thần, cười cười nhìn Chu Tước, đầu óc của anh đúng là có chút vấn đề, đột nhiên lại có thêm một thanh kiếm, vấn đề này rất lớn, nhưng trong lòng Lâm Thanh Diện lại rất rõ, thanh kiếm này sẽ không hại anh, ngược lại, có khả năng còn là một tài nguyên vô cùng to lớn đối với Lâm Thanh Diện. Tôi không có việc gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến một vài chuyện mà thôi, nếu ngày mai là hội giao lưu thuật pháp, vậy chuẩn bị cho kỹ càng một chút, ngày mai có lẽ sẽ có phiền phức không nhỏ, đến lúc đó cô cứ tự lo cho bản thân là được, chuyện còn lại để tôi giải quyết. Lâm Thanh Diện nói, anh có chắc anh có thể đánh lại gia chủ nhà họ Chu không? Tôi nghe nói thanh phi kiếm của ông ta cũng khá lợi hại, có thể lấy đầu người từ xe, tốc độ cực kỳ nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy được, cho dù là cao thủ hóa cảnh, chỉ sợ cũng phải trốn tránh. Chu Tước nhắc nhở Lâm Thanh Diện, lúc đầu tôi vẫn có chút không chắc, nhưng bây giờ thì không có vấn đề gì. Lâm Thanh Diện nở một nụ cười đầy tự tin trên mặt. Hôm sau, trên quảng trường nhỏ trước nhà của nhà họ Chu. Sáng sớm, nơi này đã có một nhóm đông tụ tập, nhà họ Chu đã cải tạo nơi này trở thành hội trường cho hội giao lưu thuật pháp, xung quanh đã thiết lập màng cách ly, người không liên quan không được phép đến gần, chỉ có dựa vào thư mời mới có thể đi vào trong hội trường. Hai người Lâm Thanh Diện và Chu Tước đã đi đến nơi này từ sáng sớm, xen lẫn vào trong đám đông, dựa vào bức thư mời lấy được từ chỗ Chu Thác và Bạch Trấn Phong mà trà trộn vào giữa hội trường. Vì có rất nhiều người đến tham dự hội giao lưu thuật pháp, cho nên người nhà họ Chu phụ trách kiểm tra thư chỉ nhìn mặt ngoài thư mời, sau khi xác nhận là thật thì sẽ cho người vào, không xem nội dung bên trong. Lâm Thanh Diện cẩn thận quan sát những người ở xung quanh, phát hiện trong số họ có không ít người ăn mặc lố lăng, có người mặc đồ đạo sĩ, có kẻ khoác áo cà sa, đủ loại, không có cái nào không làm nổi bật sự đặc biệt của bọn họ. Những người này đúng là những người có nghiên cứu hoặc nhiều hoặc ít về thuật pháp, chẳng qua thuật pháp chân chính đã xuống dốc hơn ngàn năm. Nhà họ Chu chỉ dựa vào một thanh phi kiếm mà đã có thể trở thành bậc cao thủ trong giới thuật pháo, đủ để thấy được trình độ hiện tại của giới thuật pháp. Phần lớn người xuất hiện ở đây đều giống như ba anh em Thẩm Long hoặc Bạch Trấn Phong, là người có một số thủ đoạn khác người thường nhưng cũng không phải người quá mạnh. Lúc Lâm Thanh Diện đang quan sát khắp nơi, một ông già dẫn theo một cô bé xinh xắn đi vào giữa hội trường. Hai người này chính là ông già và cô bé gái Lâm Thanh Diện gặp được trên máy bay. Lúc đó Lâm Thanh Diện dùng tinh thần lực trên người ông già này, phát hiện ra một loại dao động rất kỳ lạ. Lâm Thanh Diện vừa nhìn một cái đã chú ý đến hai người này, ông già và cô bé kia cũng chú ý đến Lâm Thanh Diện. Bọn họ liếc nhìn nhua, sau đó ông già lập tức dẫn cô bé bước sang chỗ Lâm Thanh Diện. Chương 915, hội giao lưu bắt đầu. Anh bạn nhỏ, có thể gặp được cậu ở chỗ này đúng là duyên phận rồi, không ngờ các cậu cũng đến tham gia hội giao lưu thuật pháp này. Ông già cười nói. Lâm Thanh Diện cũng cười cười nhìn ông già, đáp lại vài câu, thật ra trong lòng lại có chút xấu hổ, dù sao thì anh và Chu Tước không được nhà họ Chu mời, phải xử khách của nhà họ Chu rồi mời đến được. Hơn nữa Lâm Thanh Diện còn giết cậu cả nhà họ Chu, nếu bị người khác biết, anh chắc chắn sẽ trở thành cái đích bị mọi người chỉ trích. Không biết sư phụ của hai người là ai, tôi cũng xem như là có rất nhiều bạn bè trong giới thuật pháp. Người đến tham gia hội giao lưu ngày hôm nay tôi ít nhiều gì cũng biết được một ít chi tiết, nhưng chỉ riêng hai người là không có tin tức gì, không biết hai người thuộc môn phái nào, cho nên có hơi tò mò. Ông già hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, chỉ là một môn phái nhỏ trong núi thôi, được nhà họ Chu nể tình, chúng tôi mới đến đây, không cần phải nhắc đến. Thật ra trong lòng anh cũng có hơi thấp thỏm, dù sao ông già này ngồi cùng chuyến máy bay với bọn họ đến đây, chắc cũng là người kinh đô. Vậy có xác suất rất lớn là có biết đến Lâm Thanh Diện, nếu thân phận của anh bị vạch trần thì rất xấu hổ. Nhưng nhìn ông già và cô bé này hình như cũng không biết anh là ai. Ông già nghe Lâm Thanh Diện trả lời, cũng không hỏi tiếp nữa, ông biết có một số môn phái lánh đời không muốn để lộ ra quá nhiều tin tức về tông môn,
để tránh rước phiền phức về, cho nên cũng không cảm thấy lời Lâm Thanh Diện nói có điều gì không đúng. Hơn nữa nếu có thể được nhà họ Chu mời đến, chắc chắn là người có thực lực, cho nên ông già cũng không dám khinh thường Lâm Thanh Diện và Chu Tước. Thông qua việc trò chuyện, Lâm Thanh Diện biết ông già tên là Ngô Dung, là người của một gia tộc nhỏ nhà họ Ngô không có gì đặc biệt ở Kinh Đô, cô bé kia là cháu gái của Ngô Dung, Ngô Bội Nhiên. Tuy nhà họ Ngô ở Kinh Đô chỉ là một gia tộc rất nhỏ, nhưng cái này chỉ ở trong xã hội bình thường thôi, trong giới thuật pháp, Ngô Dung có địa vị rất lớn. Tổ tiên của nhà họ Ngô cũng là phe phái có địa vị nhất định trong giới thuật pháp khi xưa, sau đó lại vì thuật pháp dần dần tụt dốc, nhà họ Ngô chỉ giữ lại một ít truyền đời, lánh đời ở Kinh Đô. Mấy năm nay nhà họ Ngô rất ít khi tiếp xúc những chuyện của xã hội bình thường, cho nên cũng không rõ chuyện của Lâm Thanh Diện, bọn họ thường tiếp xúc với những người trong giới thuật pháp hơn. Hơn nữa mấy năm gần đây người nhà họ Ngô rất khiêm tốn, nếu không phải vì tham gia hội giao lưu lần này để tìm cách cứu trị của Ngô Bội Nhiên, bọn họ sẽ không đi xa nhà đến thế. Tôi nghe được một ít tin tức, nghe nói mấy ngày trước cậu cả nhà họ Chu bị giết chết, người ra tay rất thần bí, cũng không biết là nhân vật lớn nào trong giới thuật pháp, dám coi thường uy hiếp của nhà họ Chu, cũng không biết người này có xuất hiện trong hội giao lưu thuật pháp này không nữa, nếu như thật sự xuất hiện, chỉ sợ sẽ có một trận chiến lớn. Ngô Dung hơi xúc động nói. Lâm Thanh Diện cười nói không chừng người đó cũng chỉ bất đắc dĩ mới giết người thì sao, tôi nghe nói cậu cả nhà họ Chu cũng không phải dạng tốt lành gì, có lẽ là vì anh ta quá ngu ngốc nên mới chọc phải tai họa. Hơn nữa tôi cảm thấy nếu người đó đã giết người, chắc là cũng chẳng xem nhà họ Chu ra gì. Nghe Lâm Thanh Diện nói, Ngô Dung chỉ cười cười không nói tiếp. Ngô Bội Nhiên ở bên cạnh lại có chút không phục liếc nhìn Lâm Thanh Diện. Nói, nhà họ Chu có địa vị không ai có thể lay động được trong giới thuật pháp, không thể nào có người dám không xem nhà họ Chu ra gì, nếu đối phương thật sự không xem nhà họ Chu ra gì thì sau khi giết người xong rồi cũng sẽ không bỏ trốn. Lâm Thanh Diện thấy Ngô Bội Nhiên lại nghĩ như thế, lập tức cười hỏi, sao em biết người ta trốn đi chứ? Người đó không xem nhà họ Chu ra gì, cũng không cần thiết phải nói cho nhà họ Chu biết người đó ở chỗ nào đi, đúng không? Ngô Bội Nhiên lập tức bị nghẹn nói không nên lời. Trong lòng lại có chút khó chịu với Lâm Thanh Diện, cảm thấy anh đang ăn nói ngang ngược. Hơn nữa cô bé cảm thấy nếu Lâm Thanh Diện đã đến tham gia hội giao lưu thuật pháp do nhà họ Chu tổ chức thì không nên nói xấu người nhà họ Chu. Huống chi Lâm Thanh Diện còn không dám nói lai lịch của bản thân, Ngô Bội Nhiên cảm thấy Lâm Thanh Diện và Chu Tước chắc chắn không phải là người danh môn chính phái gì, cho nên trong lòng cũng đã hơi khinh thường bọn họ. Cô bé cố gắng nghĩ xem nên phản bác lại lời Lâm Thanh Diện như thế nào. Nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể hừ lạnh với Lâm Thanh Diện, xoay đầu sang nơi khác. Lâm Thanh Diện cũng không để ý, chỉ cảm thấy Ngô Bội Nhiên này ra xã hội chưa được bao lâu, không biết lòng người độc ác, cũng không phải nhà họ Chu có địa vị rất lớn trong giới thuật pháp thì người nhà họ Chu đều là người tốt. Không lâu sau, mọi người trong hội trường đều nhìn về phía trước hội trường, đều im lặng lại, bởi vì lúc này Chu Trọng Quang đã dẫn theo mọi người trong nhà họ Chu xuất hiện trên hội trường. Mặt Chu Trọng Quang có hơi âm trầm, rõ ràng là đang tức giận vì có người dám giết con của ông, đằng sau ông còn có một vài người đang nâng một cái bàn, trên bàn còn có một món đồ có 6 cạnh, mọi người đều nhìn vào cái thứ đang đặt trên bàn đó, nghĩ chắc đây chính là bảo vật mà người nhà họ Chu nhắc đến. Món đồ kia cũng không quá lớn, chỉ lớn hơn bàn tay một ít, nhưng được chế tạo rất tỉ mỉ, ở mặt ngoài còn có một số hoa văn kỳ lạ, không biết là dùng để làm gì. Lâm Thanh Diện cũng cẩn thận nhìn chằm chằm món đồ kia, nhưng vì khoảng cách quá xa, anh không thể nào dùng tinh thần lực đi quan sát được, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của món đồ đó chứ không thể nhìn rõ từng chi tiết được. Chu Trọng Quang ngừng lại trước mặt mọi người, người ở phía sau ông cũng nhanh chóng đặt bàn xuống. Chào mọi người, rất vui vì mọi người có thể đến tham dự hội giao lưu thuật pháp lần này, chắc mọi người đều đã rõ mục đích nhà họ Chu chúng tôi tổ chức hội giao lưu thuật pháp này rồi. Một là vì để mọi người có cơ hội trò chuyện cùng nhau, một lý do khác là vì muốn tiếp thu ý kiến của mọi người, nghiên cứu thử xem bảo vật này của nhà họ Chu chúng tôi, nhìn xem rốt cuộc thì nó có tác dụng gì. Tôi cũng không rông dài với mọi người, trên bàn này chính là bảo vật được truyền lại từ nhiều đời của nhà họ Chu chúng tôi, nếu như có ai phát hiện ra được bí mật của bảo vật này, nhà họ Chu chúng tôi sẵn lòng dâng tặng một món pháo khí, hơn nữa người bạn đó sẽ được nhà họ Chu chúng tôi che chở suốt đời. Lát nữa mọi người có thể thay phiên nhau quan sát món bảo vật này, có thể cầm lên, nhưng xin đừng có bất cứ ý đồ xấu ích nào, nếu không phi kiếm của tôi cũng không ăn chay đâu. Nói xong, Chu Trọng Quang lập tức nhường vị trí,
để mọi người bước lên quan sát món bảo vật này. Đồng thời Chu Trọng Quang cũng lướt mắt nhìn khắp xung quanh, muốn nhìn xem có người khả nghi nào xuất hiện không, để tìm ra kẻ thù giết chết con của ông. Không bao lâu sai, ánh mắt Chu Trọng Quang lập tức dừng lại trên người Lâm Thanh Diện và Chu Tước, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Ông vẫy tay gọi người phụ trách hội giao lưu lần này đến, người nọ bước qua, mặt mày cung kính. Chu Trọng Quang chỉ Lâm Thanh Diện và Chu Tước đứng bên kia hỏi, hai người kia là ai, sao tôi không nhớ trong số những người tôi bảo các cậu mời có hai người đó vậy? Chương 916, Cửu Long trói sát trận. Người phụ trách cũng nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện và Chu Tước, nói, bẩm gia chủ, lần này có rất nhiều người được mời đến hội giao lưu, hơn nữa cũng không chắc rằng người đó sẽ đích thân đến, có không ít người đều cho con cháu trong nhà đến, hai người đó có khả năng là con cháu trong nhà một người nào đó. Chu Trọng Quang gật đầu, nhưng vẫn nghi ngờ liếc nhìn Lâm Thanh Diện và Chu Tước, trong lòng thầm lưu ý hai người bọn họ. Điều tra camera giám sát của nhà hàng Xuân Hiên như thế nào rồi? Chu Trọng Quang lại hỏi. Đã sửa chữa gần xong rồi, bên kia nói hôm nay sẽ sửa xong, chờ sửa xong sẽ lập tức đưa đến cho gia chủ xem. Người phụ trách trả lời. Chu Trọng Quang hừ lạnh, nói, đừng để tôi biết được ai dám giết con trai tôi, một khi tôi biết được, cho dù đó là người nào thì tôi nhất định sẽ bầm thây tên đó. Sau đó Chu Trọng Quang lập tức rời lực chú ý lên trên món bảo vật kia, muốn nhìn thử xem có người nào phát hiện ra bí mật trong đó hay không. Lâm Thanh Diện và Chu Tước cũng cùng nhau bước lại gần cái bàn đó, trên mặt Chu Tước cũng đầy vẻ tò mò, rất rõ ràng cô cũng cực kỳ hứng thú với món bảo vật của nhà họ Chu. Ngô Dung và Ngô Bội Nghiên cũng nhanh chóng chạy qua, lần này bọn họ đến hội giao lưu này cũng là vì muốn xem thử xem bảo vật của nhà họ Chu có thể cứu được chị gái của Ngô Bội Nghiên không, đương nhiên phải đến gần quan sát rồi. Có không ít người còn trực tiếp cầm lấy cái món sáu cạnh kia lên cẩn thận quan sát một lúc lâu, nhưng mà cuối cùng cũng đều khó hiểu lắc đầu, rõ ràng cũng không biết được món bảo vệ này rốt cuộc là có tác dụng gì. Có người cho rằng thứ này chắc chắn có cơ quan nào đó, chỉ cần tìm được cách phá giải cơ quan này thì có thể biết được món bảo vật có tác dụng gì. Nhưng trừ một số hoa văn phức tạp ở bên trên thứ này ra, cũng không nhìn ra được chỗ nào có cơ quan cả, hơn nữa Chu Trọng Quang cũng đã nói rõ không biết thứ này được chế tạo từ vật liệu gì. Bọn họ cũng từng nghĩ cách muốn đập vỡ nó, nhìn thử cấu tạo ở bên trong, nhưng vẫn chưa thành công. Thứ này còn cứng hơn kim cương gấp mấy lần. Một lúc lâu sau, những người vây xung quanh đều thở dài đặt bảo vật nhà họ Chu xuống, nhường cho người phía sau xem, cuối cùng đến lượt nhóm Lâm Thanh Diện. Ngô Dung bước qua, cầm lấy món đồ kia nhìn thật kỹ, sau đó lẩm bẩm nói, thứ này nhìn sơ qua giống như trận bàn, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể kích hoạt trận bàn này. Ông nội, trận bàn là gì vậy? Ngô Bội Nghiên ở bên cạnh hỏi. Trận bàn là trụ cột của trận pháp, đây là do ông nhìn thấy trong sách cổ ở nhà, trước kia khi mọi người bày trận cần tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, nếu như bắt đầu bày trận trong lúc chiến đấu, trận còn chưa bày xong, chắc cũng đã bị giết rồi, cho nên những trận pháp đại sư kia vì muốn bản thân có năng lực tự bảo vệ, cho nên đã phát minh ra trận bàn có thể kích hoạt đúng lúc. Trận bàn thật ra cũng tương đương với việc bố trí xong một trận pháp, sau đó chứa đựng trận pháp trong một vật môi giới nào đó, cái thứ môi giới chứa đựng trận pháp được gọi là trận bàn, có trận bàn rồi, trong lúc chiến đấu, chỉ cần dùng cách đặc biệt nào đó kích hoạt, lập tức có thể làm trận pháp bên trong trận bàn phát huy ra uy lực của nó, càng có thể làm đối thủ trở tay không kịp. Nhưng mà trong sách cổ ghi trận bàn đều là những bảo vật vô cùng sắc sảo điêu luyện, người có thể chế tạo ra được trận bàn càng là đại sư như thần quỷ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được. Vật đó có thật sự tồn tại hay không cũng còn chưa biết được, tuy vật này của nhà họ Chu nhìn qua có chút giống với thứ được ghi chép trong sách cổ, nhưng cũng có khả năng chỉ là trùng hợp. Ngô Dung giải thích. Nghe Ngô Dung nói thế, Ngô Bội Nghiên gật đầu, cái hiểu cái không. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện nghe nói đến trận bàn, nghe Ngô Dung miêu tả, đúng là một vật rất thần kỳ. Bởi vì thanh kiếm nhỏ màu vàng trong đầu anh, bây giờ Lâm Thanh Diện đã không còn quá nghi ngờ đối với những chuyện huyền diệu khó giải thích như trước nữa. Có lẽ trên đời này thật sự có trận bàn như những gì Ngô Dung nói. Nghĩ như thế, Lâm Thanh Diện thả tinh thần lực của anh ra thăm dò thử món đồ có sáu cạnh kia, muốn nhìn thử xem có thể phát hiện ra được một ít chi tiết mà người thường không thể điều tra ra được hay không. Ngay khoảng khắc tinh thần lực của anh bao vây lấy trận bàn kia, những hoa văn phủ bên ngoài bảo vật của nhà họ Chu đột nhiên có một luồng ánh sáng lướt qua. Ngay sau đó, trong đầu Lâm Thanh Diện đột nhiên có thêm một đoạn tin tức, làm anh sợ đến mức lập tức thu tinh thần lực về. Cửu Long trói sát trận, cần thần hồn lực khởi động,
năng lượng dự trữ có thể khởi động trận pháp 3 lần, trận thế thành, cửu long hiện, diệt sạch kẻ địch trong nháy mắt. Nhìn đoạn tin tức xuất hiện trong đầu, Lâm Thanh Diện vô cùng khiếp sợ, sau đó có hơi kinh ngạc liếc nhìn Ngô Dung đang ở bên cạnh, không ngờ rằng thứ này thật sự là trận bàn như những gì ông ta nói. Nhưng có một chuyện Lâm Thanh Diện không rõ là, vì sao khi anh dùng tinh thần lực dò xét trận bàn này lại nhận được tin tức như thế, không lẽ tinh thần lực của anh chính là thần hồn lực sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng Lâm Thanh Diện có rất nhiều nghi ngờ, anh quay sang nhìn Ngô Dung, lúc nãy Ngô Dung nói ông ta đã nhìn được ghi chép liên quan đến trận bàn trong sách cổ, không biết trong sách cổ nhà ông ta có ghi chép gì về thần hồn lực không? Nếu như tinh thần lực của Lâm Thanh Diện chính là thần hồn lực, vậy nếu như có thể lấy được trận bàn của nhà họ Chu về, thứ này chỉ sợ chính là lá bài tẩy lớn nhất của anh. Dù sao cửu long hiện, diệt sạch kẻ địch trong nháy mắt như trong tin tức kia nói chắc chắn không phải là thứ mà những trận pháp bình thường có thể miêu tả. Lâm Thanh Diện nhìn Ngô Dung, hỏi, ông à, ông có biết gì về thần hồn lực không? Ngô Dung đang cẩn thận nghiên cứu trận bàn nghe Lâm Thanh Diện hỏi thế, mặt mày đột nhiên thay đổi, nhanh chóng quay sang nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, cậu nghe được cách gọi thần hồn từ nơi nào? Cậu biết ai có được thần hồn sao? Lâm Thanh Diện thấy Ngô Dung lại có phản ứng mạnh đến như vậy, cũng hơi kinh ngạc nói, tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi. Ngô Bội Nghiên nhìn Lâm Thanh Diện nói, ông nội, người biết đến thần hồn rất ít, chắc anh ta cũng chỉ nghe được tin vỉa hè mà thôi. Ngay lúc mấy người bọn họ nói chuyện, một người nhà họ Chu nhanh chân chạy đến trước mặt Chu Trọng Quang, đưa điện thoại của người đó qua. Gia chủ, video theo dõi của nhà hàng Xuân Hiên đã sửa xong rồi. Chu Trọng Quang nghe vậy, lập tức cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm video, trong video chính là cảnh Lâm Thanh Diện đá bay Chu Viễn. Thấy cảnh này, Chu Trọng Quang lập tức cắn chặt răng, lửa giận trong lòng lập tức bùng cháy dữ dội. Sau đó, ông đưa mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện, từng đạo sát khí phát ra từ trong đó, làm người bên cạnh sợ đến mức run lập cập. Đồ đáng chết, giết con trai của tôi, lại còn dám nghênh ngang đến tham gia hội giao lưu thuật pháp, hôm nay tôi không giết cậu, sẽ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông nhà họ Chu. Chương 917, để hai cha con ông gặp nhau dưới suối vàng. Lâm Thanh Diện đang nghĩ xem có thể moi chút tin tức liên quan đến thần hồn lực từ chỗ Ngô Dung hay không thì một toán người đột nhiên lao vào trong hội trường, nhanh chóng dẹp mọi người ở đây sang bên cạnh rồi đi vào. Mọi người trong hội trường vội vã giạt sang bên cạnh, chỉ còn lại bốn người Lâm Thanh Diện, Chu Tước, Ngô Dung và Ngô Bội Nghiên vẫn đứng trước bàn quan sát cái trận bàn đó. Mọi người cảm thấy hơi khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao người nhà họ Chu lại đột nhiên đuổi bọn họ sang bên cạnh. Bốn người Lâm Thanh Diện cũng chú ý tới tình hình trên hội trường, hai người Ngô Dung và Ngô Bội Nghiên hơi nghi hoặc, cũng không rõ đang xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Chu Trọng Quang đi về phía bên này, Lâm Thanh Diện đoán ngay ra người nhà họ Chu đã điều tra ra Chu Viễn chết trên tay anh. Nhưng anh cũng không ngạc nhiên lắm, trước khi đến, anh đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình huống này rồi. Lát nữa nếu động thủ, cô hãy trốn sang một bên, chiến đấu ở cấp bậc này cô cũng không giúp được gì đâu, hơn nữa còn có thể khiến tôi phân tâm, cô chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được rồi. Lâm Thanh Diện quay đầu nói với Chu Tước. Chu Tước cũng hiểu tình hình hiện tại, nên cũng không cậy mạnh, khẽ gật đầu với Lâm Thanh Diện. Chu Trọng Quang đi tới trước bàn, một tay cầm lấy trận bàn từ trong tay Ngô Dung tới, sau đó nhìn Ngô Dung hỏi, ông Ngô, không biết ông và hai người này có quan hệ như thế nào? Thấy giọng điệu của Chu Trọng Quang không có ý tốt, trong lòng Ngô Dung cũng run lên, nói chúng tôi và bọn họ vừa mới quen, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến ông chủ nhà họ Chu điều động rầm rộ như thế. Hừ, ba ngày trước con trai tôi đã chết trên tay người khác, tôi vừa mới điều tra được người sát hại con trai tôi chính là hai người kia, nếu ông Ngô không có quan hệ gì với hai người họ, tôi khuyên ông Ngô hãy bước sang một bên, tránh lát nữa bị liên lụy. Chu Trọng Quang lạnh lùng nói. Ngô Dung biến sắc. Quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một chút, không ngờ Lâm Thanh Diện chính là hung thủ sát hại cậu chủ nhà họ Chu, chẳng trách lúc ấy Lâm Thanh Diện lại giải vây cho hung thủ, thì ra bởi vì hung thủ này chính là Lâm Thanh Diện. Ngô Bội Nghiên có vẻ rất kinh ngạc, nhưng cô ta nhìn ra Chu Trọng Quang đã có ý định giết chết Lâm Thanh Diện, người bị ông chủ nhà họ Chu để mắt tới, làm sao có thể còn đường sống, hôm nay Lâm Thanh Diện khẳng định là chết chắc rồi. Cô ta vội nói với Chu Trọng Quang, chúng tôi và bọn họ không hề có quan hệ gì. Vừa rồi bọn họ tới tìm chúng tôi bắt chuyện, không ngờ người này lại là hung thủ sát hại cậu chủ nhà họ Chu. Đây là việc riêng của nhà họ Chu, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào gây phiền phức cho ông chủ nhà họ Chu. Nói xong,
Ngô Bội Nhiên lập tức kéo Ngô Dung đi sang bên cạnh. Sau khi nghe Chu Trọng Quang nói rõ nguyên nhân, mọi người xung quanh đều có vẻ rất ngạc nhiên, hầu hết bọn họ đều không biết cậu chủ nhà họ Chu đã chết, hơn nữa gần như mọi người đều không tin có người dám giết cậu chủ nhà họ Chu. Nhìn dáng vẻ Chu Trọng Quang, chuyện này chắc không phải là giả, ánh mắt mọi người dừng trên người Lâm Thanh Diệt, không hiểu tại sao người thanh niên nhìn chỉ chừng hơn 20 tuổi này lại phải giết cậu chủ nhà họ Chu. Lần này đắc tội nhà họ Chu, còn bị Chu Trọng Quang bắt quả tang trên hội trường, mạng nhỏ của Lâm Thanh Diệt chắc chắn không giữ được rồi. Tên này suýt chút nữa thì hại chết chúng ta, không ngờ cậu ta lại là hung thủ sát hại cậu chủ nhà họ Chu, không biết cậu ta nghĩ gì mà còn dám đến tham gia hội giao lưu pháp thuật, đây chẳng phải muốn chết sao. Sau khi đi sang bên cạnh, Ngô Bội Nhiên hơi sợ hãi nói. Nếu lúc ấy Chu Trọng Quang hoài nghi bọn họ và Lâm Thanh Diện là cùng một bọn thì hôm nay chắc chắn sẽ xui xẻo rồi. Ngô Dung cau mày nhìn Lâm Thanh Diện, dù ông ta luôn cảm thấy vấn đề Lâm Thanh Diện hỏi ông ta không hề tầm thường. Hơn nữa dù bị Chu Trọng Quang mang người bao vây nhưng Lâm Thanh Diện cũng không hề tỏ ra bối rối. Dường như cậu ta đã đoán trước được mọi việc rồi, người bình thường đối mặt loại tình huống này, chắc chắn không duy trì được tâm trạng như vậy. Hai mắt Chu Trọng Quang gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, sau đó nói, nhóc con, nhà họ Chu tôi không oán không thù với cậu, cậu lại giết con trai tôi, trong tay tôi có video giám sát làm bằng chứng, cậu đừng hòng chống chế, hôm nay cậu nhất định phải cho tôi một câu trả lời. Lâm Thanh Diện liếc nhìn chằm chằm Chu Trọng Quang, nói con của ông thông đồng với ba kẻ gian ác định xâm hại hơn 10 cô gái vô tội, tôi thì vì mua phải đồ vật cậu ta nhìn chúng mà cậu ta muốn lấy tính mạng của tôi chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi, muốn trách, cũng chỉ có thể trách bản thân con ông không biết tốt xấu. Chu Trọng Quang lập tức hừ lạnh một tiếng, quát cậu nói láo, con trai tôi làm sao có thể độc ác như cậu nói chứ, cậu đừng có kiếm cớ nữa, hôm nay tôi nhất định phải giết cậu, báo thù cho con trai tôi. Không phải ông nói có video sao, vậy ông có dám lấy video đó ra để mọi người cùng nhau xem không, xem rốt cuộc tôi nói thật hay giả. Hôm đó, ở cùng con ông còn có ba người Thẩm Long, Thành Hổ, Tôn Báo, ông chắc đã nhìn thấy thi thể của bọn họ, ba người này có phải kẻ gian ác hay không, tôi nghĩ trong lòng mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Sau khi nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Không ngờ ba người Thẩm Long lại có liên quan đến chuyện này, thanh danh của ba người này trong giới pháp thuật đúng là rất kém cỏi, đặc biệt pháp song hưu của bọn họ càng khiến người ta phỉ nhổ. Nhưng thực lực của ba người này lại vô cùng mạnh, Lâm Thanh Diện nói ba người bọn họ đã chết, điều này chứng minh thực lực của Lâm Thanh Diện vượt xa ba người Thẩm Long. Mọi người không ngờ Lâm Thanh Diện nhìn có vẻ còn rất trẻ mà lại có thực lực mạnh như vậy. Nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, sắc mặt Chu Trọng Quang trở nên hết sức khó coi. Bản thân ông ta cũng hiểu rõ nhân phẩm của con trai mình. Ngày đó sau khi nhìn thấy thi thể ba người Thẩm Long, ông ta đã đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì, video giám sát lúc ấy càng khẳng định phỏng đoán của ông ta. Nhưng dù thế nào đi nữa, Chu Viễn cũng là con trai ông ta, Lâm Thanh Diện giết con trai ông ta, nên dù ông ta có đối lý thì chắc chắn ông ta sẽ không từ bỏ ý định. Cậu đừng có mà ở đây cả vú lấp miệng em, con trai tôi chết trên tay cậu là sự thật không thể chối cãi. Tôi không cần biết cậu là người nào, có bối cảnh gì, hôm nay cậu nhất định phải nói ra danh tính, bồi tội cho con trai tôi. Chu Trọng Quang không có ý định nói nhảm, lấy đoạn kiếm khắc hoa văn phức tạp từ trong quần áo mình ra. Lâm Thanh Diện thấy Chu Trọng Quang không có ý định nói lý lẽ, cũng lắc đầu, mở miệng nói, nếu ông đã u mê không tỉnh ngộ như thế, giải vây cho một kẻ có tội thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Con của ông không hiểu chuyện, chết trên tay tôi là đáng đời cậu ta. Ông già như vậy mà vẫn không hiểu chuyện, thì tôi không ngại để hai cha con ông đi gặp nhau dưới suối vàng. Nói xong, Lâm Thanh Diện rút thanh đao thôn chính ra khỏi vỏ. Chương 918, chiến đấu với Chu Trọng Quang. Thấy cuộc chiến sắp bắt đầu, Chu Tước vội nói với Lâm Thanh Diện, anh phải hết sức cẩn thận. Sau đó nhanh chóng chạy sang bên cạnh, để tránh khiến Lâm Thanh Diện phân tâm. Chu Trọng Quang một tay kết ra một dấu tay kỳ quái, sau đó xẹt qua đoạn kiếm một cái. Một ánh sáng xuất hiện trên đoạn kiếm lập tức vọt lên, bay về phía Lâm Thanh Diện. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều có vẻ rất kinh ngạc, bình thường bọn họ đều nghe nói ông chủ nhà họ Chu am hiểu phi kiếm, khá nhiều người lần đầu nhìn thấy phi kiếm chân chính bay lên không, nên không kìm được thốt lên kinh ngạc. Đã sớm nghe nói ông chủ nhà họ Chu am hiểu ngự kiếm giết người, hôm nay nhìn thấy, đúng là danh bất hư truyền. Bản lĩnh này của gia chủ nhà họ Chu quả nhiên khủng bố.
tốc độ thanh phi kiếm đó chắc chắn người bình thường không thể so sánh, e là tên nhóc kia sắp gặp phiền phức rồi. Mặc kệ rốt cuộc tại sao tên nhóc này giết cậu chủ nhà họ Chu, hiện cậu ta xem như đã kết thù với nhà họ Chu rồi, phi kiếm của ông chủ nhà họ Chu cũng không phải đùa giỡn, e là hôm nay tên nhóc này sẽ không có kết cục tốt. Ngô Bội Nghiên nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, nhìn thấy trong tay anh cầm một cây đao thì lập tức có chút xem thường nói, phi kiếm của ông chủ nhà họ Chu là một loại pháp khí, anh ta định dùng một thanh đao bình thường chống lại, đúng là đủ tự đại. Tôi không thể hiểu nổi tại sao sau khi giết cậu chủ nhà họ Chu, anh ta còn muốn đến hội giao lưu pháp thuật, chẳng lẽ anh ta cố ý đi tìm cái chết sao? Nghe thấy Ngô Bội Nghiên nói vậy, Ngô Dung mở miệng nói, tên nhóc này không hề đơn giản như cháu nghĩ đâu. Ông không cảm thấy cậu ta sẽ ngốc đến mức tự mình tới chịu chết. Ông nội, tên đó đã đắc tội nhà họ Chu rồi, tại sao ông còn muốn nói đỡ cho anh ta chứ? Cháu không cảm thấy anh ta có tài năng ẩn giấu gì, ông xem cây đao mang theo bên người anh ta kìa, làm sao cao thủ chân chính lại mang vật như vậy ở trên người? Ngô Bội Nghiên lẩm bẩm. Cháu hãy nhìn kỹ lại thanh đao trong tay cậu ta một chút. Ngô Dung mở miệng. Ngô Bội Nghiên dừng mắt trên thanh đao trong tay Lâm Thanh Diện. Lần này cô ta kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì trên cây đao đó phát ra ánh sáng, trên đó còn có một loại uy thế khó nói lên lời. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ anh ta cũng là một đại sư pháp thuật? Ngô Bội Nghiên lẩm bẩm. Trong võ học, đạt tới hóa cảnh là nội kình có thể thay đổi, tạo thành cảnh tượng thần kỳ này, nhưng bình thường cao thủ hóa cảnh đều không mang theo vũ khí, cảnh giới của cậu ta chắc là ở giữa tông sư cảnh và hóa cảnh, nên cần một vũ khí làm môi giới. Ngô Dung nhiều kinh nghiệm giải thích với Ngô Bội Nghiên một chút. Không phải nói cảnh giới của ông chủ nhà họ Chu còn lợi hại hơn cao thủ hóa cảnh trong võ đạo sao, tên nhóc này chỉ ở giữa tông sư cảnh và hóa cảnh thì kém ông chủ nhà họ Chu rất nhiều, dù thực lực anh ta bất phàm, cuối cùng cũng không tránh khỏi vận mệnh thua trong tay nhà họ Chu. Dường như Ngô Bội Nghiên nhìn thấy một nửa vận mệnh của Lâm Thanh Diện, mở miệng nói. Ngô Dung không nói tiếp nữa, ông ta cũng không đồng ý với lời của Ngô Bội Nghiên. Dù thực lực Lâm Thanh Diện nhìn qua còn chưa đạt tới hóa cảnh, nhưng ông ta luôn cảm thấy tên nhóc này biết thần hồn lực còn có át chủ bài ông ta không tưởng tượng ra được. Phi kiếm của Chu Trọng Quang như ánh sáng lấp lánh, bay về phía cổ Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cảnh giác, ngay khi thanh phi kiếm kia đến trước mặt Lâm Thanh Diện, thôn chính trong tay anh lập tức giơ lên, chặn thanh phi kiếm đó. Trên phi kiếm mang theo sức mạnh không thua gì uy thế cao thủ hóa cảnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nếu đổi thành cao thủ hóa cảnh nửa chừng khác, e là giờ đã đầu rơi xuống đất rồi. Mà Lâm Thanh Diện có tinh thần lực, có thể nhìn rõ tình huống trong phạm vi 5 mét, chỉ cần thanh phi kiếm này tiến vào phạm vi 5 mét quanh người Lâm Thanh Diện lập tức có thể cảm nhận được rõ ràng quỹ tích của nó, dễ dàng ngăn cản. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện lại có thể chặn một kích này của mình, Chu Trọng Quang có vẻ hết sức ngạc nhiên, lẩm bẩm, không ngờ lại có thể tiếp được một kích này của tôi, có vẻ thật có chút bản lĩnh. Nhưng phi kiếm của tôi cũng không phải chỉ lần này, xem cậu có thể chống lại phi kiếm của tôi trong bao lâu. Dứt lời, pháp quyết trên tay Chu Trọng Quang biến hóa, thanh phi kiếm lại bay đến trước mặt Lâm Thanh Diện, bắt đầu liên tiếp ra chiêu. Lâm Thanh Diện cầm thôn chính, dốc toàn bộ sức mạnh của mình lên thân đao, thanh phi kiếm này của Chu Trọng Quang đúng là hết sức lợi hại, hơn nữa, sắc bén hơn binh khí bình thường rất nhiều, Lâm Thanh Diện có thể cảm giác được, nếu không phải anh dốc hết sức mạnh lên thân đao. E là thôn chính không đánh được mấy lần đã hỏng rồi. Thanh danh của ông trùm giới pháp thuật quả nhiên không phải tự dưng mà có. Thấy Lâm Thanh Diện và phi kiếm so chiêu, vẻ mặt mọi người rất ngạc nhiên, bọn họ trợn tròn mắt nhìn ánh sáng trên người Lâm Thanh Diện và ánh sáng trên phi kiếm. Mọi người đều không nghĩ tới, Lâm Thanh Diện lại có thể chống chọi được phi kiếm của Chu Trọng Quang lâu như vậy, xem ra đúng là có bản lĩnh. Sức mạnh phi kiếm này của ông ta không phải bình thường. E là đã vượt qua cao thủ hóa cảnh sơ kỳ, nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ mình không cầm cự được lâu nữa. Ông ta ỷ vào thanh phi kiếm này chứ thực lực bản thân chắc không mạnh lắm. Chỉ cần mình có thể lại gần ông ta, khống chế ông ta thì trận chiến này sẽ lập tức kết thúc. Lâm Thanh Diện vội nghĩ ra cách đối phó. Sức mạnh của phi kiếm của Chu Trọng Quang đã vượt qua hóa cảnh sơ kỳ rồi, được tinh thần lực hỗ trợ, Lâm Thanh Diện mới có thể miễn cưỡng cầm cự. Hơn nữa mọi người nhà họ Chu vây xung quanh. Trong tình hình này nếu anh sử dụng bí pháp, đến cuối cùng nếu không giải quyết hết tất cả những người đó thì anh chắc chắn sẽ chết. Cho nên bây giờ anh chỉ có thể mau chóng tới gần Chu Trọng Quang, giải quyết ông ta. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Diện bay nhanh về phía Chu Trọng Quang, ánh sáng trên thân đao trong tay sáng rực, sau đó, ánh đao quét về phía Chu Trọng Quang. Thiên tinh thức,
Chu Trọng Quang hơi híp mắt, sau đó dấu tay của ông ta biến đổi, phi kiếm cũng đã bay đến trước mặt ông ta, rồi chém về phía trước, lập tức phá giải chiêu thức của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không nghĩ chiêu này của mình có thể gây tổn thương gì cho Chu Trọng Quang, chẳng qua là để phân tán sự chú ý của Chu Trọng Quang mà thôi. Thôn Chính trong tay anh thay đổi chiêu, tiếp tục bổ tới Chu Trọng Quang, một ánh đao hình bán nguyệt xuất hiện, rơi trên đỉnh đầu ông ta. Yêu Nguyệt Thức. Phi kiếm của Chu Trọng Quang lập tức vượt qua đỉnh đầu ông ta, sau đó dường như hóa ra vô số phân thân, tạo thành một cái lưới hình vuông trên phi kiếm, chụp xuống ánh đao của Lâm Thanh Diện. Ngay lúc này, Lâm Thanh Diện đã vào tới trước mặt Chu Trọng Quang, anh nhìn ông ta chằm chằm, nói, phi kiếm của ông đúng là lợi hại, nhưng là cao thủ pháp thuật, thực lực cận chiến của ông chắc chắn là nhược điểm, một khi bị người ta tiếp cận, chắc chắn trở tay không kịp. Ông không nên bất cẩn như vậy. Lâm Thanh Diện vừa dứt lời, Thôn Chính trong tay anh đã tập trung hết sức mạnh, một ánh đao khổng lồ xuất hiện, kéo theo từng đợt sấm chớp bổ lên người Chu Trọng Quang. Kinh Lôi Thức. Chương 919, Hộ Quang Giáp. Khi nhìn thấy ánh đao khổng lồ của Kinh Lôi Thức, mọi người ở đây đều không khỏi hít sâu một hơi, tấn công mạnh mẽ như thế, không biết mạnh hơn những thủ đoạn pháp thuật của bọn họ bao nhiêu lần. Sau khi võ đạo đạt tới hóa cảnh, sự thần kỳ không hề thua kém pháp thuật, hơn nữa uy lực rõ ràng còn mạnh hơn một chút. Tất nhiên, đây cũng là vì ở hiện đại pháp thuật đã tàn lụi, còn tồn tại thì cũng đều mơ hồ, trong ghi chép trước kia, pháp thuật có năng lực hủy thiên diệt địa. Giống trận bàn cửu long trói sát trận của nhà họ Chu sử dụng giết người, chắc chắn là được lưu truyền từ xa xưa khi pháp thuật còn phồn vinh tới nay, nếu pháp thuật thật thịnh vượng, người nhà họ Chu không thể ngay cả mở trận bàn như thế nào cũng không biết. Nên Lâm Thanh Diện thầm nghi ngờ tại sao đến thời điểm này pháp thuật lại tàn lụi, trong đó chắc chắn chứa đựng bí mật vô cùng lớn. Mắt thấy ánh đao khổng lồ kia sắp chém vào Chu Trọng Quang, mọi người đều lo lắng thay cho ông ta. Nhưng Chu Trọng Quang cũng không hề nao núng, mà lại cười lạnh. Nhìn thấy nụ cười lạnh này, Lâm Thanh Diện lập tức cảm thấy bất an, bất giác muốn thối lui về phía sau. Nhưng lúc này ánh đao đã ở trên người Chu Trọng Quang rồi, mà ông ta không hề có ý ngăn cản hoặc chạy trốn. Ông ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn ánh đao chém lên người mình. Trên da ông ta lập tức lần lượt xuất hiện từng ký hiệu màu vàng, tạo thành lồng sức mạnh ánh sáng màu vàng, trực tiếp cản trở sự tấn công của Lâm Thanh Diện. Luồng ánh sáng màu vàng đó lập tức hấp thu sạch sẽ một kích này của Lâm Thanh Diện, sau đó nhanh chóng đập toàn bộ lên người anh. Còn người Lâm Thanh Diện co lại, thật không nghĩ tới Chu Trọng Quang còn có thủ đoạn như vậy, hơn nữa tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Dù Lâm Thanh Diện ý thức được nguy hiểm thì cũng không chống đỡ kịp. Toàn bộ sức mạnh bị Chu Trọng Quang đẩy ngược trở lại đập vào người Lâm Thanh Diện, điều này tương đương với bản thân anh đã dốc hết sức đánh bản thân một kinh lôi thức, tổn thương do cái này gây ra vô cùng kinh khủng. Người Lâm Thanh Diện bay ra ngoài không trung mười mấy mét, rồi mới rơi xuống đất. Lâm Thanh Diện phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt anh trở nên tái nhợt. Ở bên cạnh quan sát trận chiến, Chu Tước thấy thế, vội lao đến chỗ Lâm Thanh Diện. Đỡ anh lên, ân cần hỏi, anh không sao chứ? Lâm Thanh Diện hít sâu một hơi, mở miệng nói, còn chưa chết, không ngờ ông ta vẫn còn có thủ đoạn như vậy, lần này đúng là tôi đã chủ quan. Mọi người ở đây đều giật mình vì thủ đoạn vừa nãy của Chu Trọng Quang, không biết ông ta đã làm thế nào bắn lực công kích của Lâm Thanh Diện ngược trở lại. Ánh mắt Lâm Thanh Diện dừng trên người Chu Trọng Quang, mở miệng hỏi, vừa nãy ông đã dùng thủ đoạn gì, tại sao có thể phản đam? Thấy Lâm Thanh Diện đã trọng thương, Chu Trọng Quang cũng không nóng nảy tiếp tục động thủ với anh, mà cười nói, cậu nói không sai, cận chiến đúng là nhược điểm của tôi hiểu điều này rõ hơn cậu, nên cậu cảm thấy tôi sẽ cho cậu cơ hội tiếp cận tôi sao? Nếu cậu có thể thuận lợi tiếp cận tôi, chẳng qua là tôi cố ý thôi. Trong bộ quần áo này, tôi đã mặc hộ quang giáp, là pháp khí do tổ tiên nhà họ Chu truyền lại, pháp khí này có thể ngăn cản công kích của kẻ địch thay tôi, đồng thời bắn hết trở về. Mấy năm nay tôi đã thắng không ít cao thủ võ đạo, một nửa trong số họ không hề bị bại dưới phi kiếm của tôi mà là bị hộ quang giáp của tôi đánh bại. Các võ giả các cậu, luôn tưởng tiếp cận thân thể của chúng tôi thì chúng tôi không thể làm gì, đạo lý đúng là như vậy, nhưng chúng tôi cũng không phải kẻ ngu, nếu không bây giờ ngươi cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Nhóc con, thực lực của cậu không yếu, hơn nữa còn trẻ như vậy, có thể nói là thiên phú vượt trội, đáng tiếc cậu đã giết con trai tôi. Dù thiên phú của cậu có mạnh hơn thì hôm nay ở đây tôi cũng phải giết chết cậu, báo thù cho con trai tôi. Mọi người đều khó tin nhìn Chu Trọng Quang, không ngờ ông ta không chỉ có được một phi kiếm có thể giết người từ xa,
mà trên người lại còn mặc một bộ pháp khí bắn ngược công kích của đối thủ. Điều này khiến mọi người không thể không bội phục nhà họ Chu, đúng là không hổ là trùm giới pháp thuật, người bình thường không thể so sánh được. Mặt mũi Lâm Thanh Diện căng thẳng, anh đã hơi xem thường Chu Trọng Quang, đây là lần đầu anh gặp phải loại pháp khí có thể bắn ngược công kích của người khác. Nhưng Lâm Thanh Diện hiểu rõ, trong thời gian ngắn, pháp khí này của Chu Trọng Quang khẳng định chỉ có thể vận dụng một lần, hơn nữa khả năng bắn ngược chắc chắn cũng có hạn chế, nếu không Chu Trọng Quang căn bản cũng không cần hành động, cứ đứng tại chỗ để người khác đánh đã có thể bắn ngược khiến kẻ địch của ông ta chết. Chu Trọng Quang đi về phía Lâm Thanh Diện, vẻ mặt đằng đằng sát khí, phi kiếm lơ lửng bên cạnh ông ta, nhìn qua có vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm về phía Lâm Thanh Diện. Nhóc con, bây giờ cậu lập tức quỳ xuống cho tôi, lại 10 cái với không khí, xem như tế con trai tôi trên trời có linh, như vậy tôi có thể suy nghĩ để cậu chết thoải mái. Bằng không, tôi sẽ từ từ tra tấn cậu, đến tận khi cậu không chịu nổi nữa mới giết chết cậu. Chu Trọng Quang nói. Lâm Thanh Diện hơi híp mắt, lạnh lùng nói, nằm mơ. Hừ, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, phi kiếm phía trên Chu Trọng Quang định đâm vào đầu Lâm Thanh Diện. Lúc này Chu Tước trực tiếp chắn trước mặt Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, nếu ông muốn giết thì trước tiên giết tôi đã, rõ ràng con ông có ý đồ bất chính với chúng tôi, hắn chết cũng là chuyện đương nhiên, nếu ông giết chúng tôi, chúng thần điện sẽ không bỏ qua cho nhà họ Chu các người. Mắt Chu Trọng Quang hơi híp lại, lạnh lùng nói, tôi còn tưởng các người là ai, không nghĩ tới lại là người của chúng thần điện, nhưng đã giết con trai tôi thì dù có là người của chúng thần điện cũng phải đền mạng như thường, đừng tưởng tôi sẽ sợ các người. Nói xong, phi kiếm của Chu Trọng Quang lập tức phát ra tiếng kiếm reo chói tai, sau đó lao về phía Lâm Thanh Diện và Chu Tước. Chu Tước trực tiếp nhắm mắt lại, biết hôm nay mình đã không thay đổi được gì nữa. Nhưng đúng lúc này, Lâm Thanh Diện kéo cô ta ra sau mình, cười nói, tôi chưa từng nói tôi trúng kế của ông ta rồi thì không có biện pháp đối phó ông ta, cô không cần để ông ta giết cô vội như vậy. Dứt lời, Lâm Thanh Diện nhìn về phía phi kiếm, lẩm bẩm nói, chỉ một phi kiếm mà thôi, ông tưởng chỉ có ông chơi thứ này sao? Nói xong, trên đỉnh đầu Lâm Thanh Diện lập tức xuất hiện một ánh sáng màu vàng, ngay sau đó, một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, khiến trên mặt mọi người đều có thêm một quầng sáng vàng. Trường kiếm màu vàng chỉ phi kiếm của Chu Trọng Quang, không chút do dự, lập tức vọt về phía đó. Chương 920, uy thế của kiếm trảm tiên. Khi nhìn thấy thanh trường kiếm màu vàng đó xuất hiện, mọi người sợ đến mức tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài rồi, bởi vì bọn họ chưa từng thấy trên người Lâm Thanh Diện còn mang theo một thanh kiếm này đột nhiên xuất hiện từ hư không. Trời ơi, thanh kiếm màu vàng kia từ đâu ra thế, cứ như bỗng dưng xuất hiện trên đỉnh đầu tên nhóc đó, lại còn là tản ra ánh sáng màu vàng, chẳng lẽ đây là một thanh kiếm tiên trong truyền thuyết? Mẹ kiếp, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, lúc đầu cảm thấy phi kiếm của chủ nhà họ Chu đã thật lợi hại, không ngờ thằng nhóc này cũng có phi kiếm. Hơn nữa còn có thể phát sáng, cảm giác thanh kiếm màu vàng này lợi hại hơn phi kiếm của chủ nhà họ Chu. Đây mới là pháp thuật thật sự, chúng ta chẳng qua có chút công phu mèo cào mà thôi, ngự kiếm giết người, ánh sáng vạn trượng, đây mới là pháp thuật chân chính. Chu Tước không ngờ Lâm Thanh Diện còn có thủ đoạn như vậy, nghĩ đến mình vừa nãy vội vã chịu chết lập tức vẻ mặt đầy xấu hổ. Hai người Ngô Dung và Ngô Bội Nghiên cách đó không xa đều mở to mắt nhìn thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Thanh Diện. Khi thanh kiếm kia xuất hiện, Ngô Dung gần như lập tức mở miệng nói, thần hồn ngự kiếm, là thần hồn ngự kiếm, người bạn nhỏ này quả nhiên có được thần hồn, xem ra tôi ở trên máy bay cũng không phải là ảo giác. Nghe Ngô Dung nói vậy, vẻ mặt Ngô Bội Nghiên lập tức trở nên phức tạp. Sau khi nhìn thấy trường kiếm màu vàng xuất hiện, hai mắt Chu Trọng Quang nhíu lại. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói, giả thần giả quỷ thôi, tôi học hơn 20 năm mới miễn cưỡng nắm giữ được thuật phi kiếm này, cậu chỉ là một thằng nhóc hơn 20 tuổi, làm sao lại có bản lĩnh này, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Nhưng mà Lâm Thanh Diện có phải phô trương thanh thế hay không không phải ông ta nói là được, chỉ thấy thanh trường kiếm màu vàng lập tức giao chiến với phi kiếm, ánh kiếm vàng mở rộng, chỉ trong vòng một hiệp, phi kiếm của Chu Trọng Quang đã rơi xuống dưới đất, sau khi rơi xuống đất, lại còn bị cắt thành hai đoạn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sợ ngây người, Chu Trọng Quang cũng sững sờ ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn thanh phi kiếm rơi trên mặt đất, rất lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần. Lại có thể bị gãy mất, không ít người sợ hãi kêu lên. Chu Trọng Quang nhanh chóng chạy về phía thanh phi kiếm, nhặt hai đoạn phi kiếm rơi trên mặt đất lên, khó tin nhìn bọn chúng, hai cánh tay cũng hơi run rẩy.
Điều này sao có thể, tại sao lại bị gãy chứ? Đây là một pháp khí, được truyền từ đời này qua đời khác ở nhà họ Chu, lâu như vậy chưa từng xuất hiện vấn đề gì, thanh kiếm có thể phá hủy tất cả mọi thứ, tại sao lại gãy? Chu Trọng Quang ngẩng đầu nhìn trường kiếm màu vàng giữa không trung một cái, ánh mắt có vẻ kiêng kỵ, giờ mới hiểu được mình đã coi thường Lâm Thanh Diện rồi. Lâm Thanh Diện cũng không do dự nhiều, sau khi chặt đứt phi kiếm của Chu Trọng Quang, kiếm chảm tiên giữa không trung bay thẳng về phía Chu Trọng Quang. Chu Trọng Quang biến sắc, trên tay kết ra pháp ấn, sau đó ném ra từng tấm bùa vàng về phía kiếm chảm tiên, hét lớn một tiếng, những bùa vàng đó lập tức nổ tung lên. Nhưng sự công kích trình độ này chẳng là gì với kiếm chảm tiên, nó hóa thành một vệt sáng vàng, xuất hiện ngay trước mặt Chu Trọng Quang. Ông chịu thua chưa? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Chu Trọng Quang hỏi. Ánh mắt Chu Trọng Quang có vẻ ác độc, sau đó vươn tay cắn nát ngón tay, bôi máu tươi lên trên hộ quang giáp của mình. Trong thời gian ngắn, hộ quang giáp của tôi có thể sử dụng 2 lần, dù như vậy sẽ hao tổn tuổi thọ của hộ quang giáp, nhưng dùng để đối phó cậu cũng đáng giá. Cậu nên kiến thức uy lực của hộ quang giáp rồi, chỉ cần cậu dùng thanh kiếm này công kích tôi thì tất cả công kích của cậu đều sẽ bắn ngược lại, cuối cùng xui xẻo vẫn là cậu. Chu Trọng Quang lạnh lùng nói. Nghe Chu Trọng Quang nói vậy, Lâm Thanh Diện không kìm được bật cười, sau đó nói, ngớ ngẩn. Sau đó, kiếm chảm tiên lập tức xuyên thấu qua người Chu Trọng Quang, hộ quang giáp của Chu Trọng Quang cũng không hề phóng ra lồng ánh sáng màu vàng óng như trước kia, có thể nói tốc độ của chảm tiên quá nhanh, nên hộ quang giáp này còn chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm chảm tiên đâm xuyên qua rồi. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Thanh Diện nhanh chóng thu kiếm chảm tiên lại, khi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, thanh trường kiếm màu vàng bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa quay về trong đầu của Lâm Thanh Diện. Sáng nay, Lâm Thanh Diện phát hiện trong đầu mình xuất hiện thanh kiếm nhỏ màu vàng này, cảm thấy bản thân và nó có liên hệ, anh đã biết mình có thể sử dụng thanh kiếm này. Dù lúc này thanh kiếm nhỏ này vẫn sứt mẻ, nhưng uy lực của nó không phải người bình thường có thể tưởng tượng, Lâm Thanh Diện cũng không ngờ nó có thể chặt đứt phi kiếm của Chu Trọng Quang. Lâm Thanh Diện có thể cảm giác được, kiếm chảm tiên có thể phát huy ra uy lực hiện tại, chính là dựa vào khả năng hấp thu tinh thần lực để hồi phục của anh. Mới chỉ như vậy mà đã có uy lực khủng khiếp như thế, thật không biết khi ở trạng thái tốt nhất thì kiếm chảm tiên này có thể phát huy được uy lực mạnh cỡ nào. Nhưng dù chỉ sử dụng kiếm chảm tiên trong thời gian ngắn ngủi mấy phút, tinh thần lực của Lâm Thanh Diện đã bị rút đi 80%, bằng không anh cũng sẽ không vội thu kiếm chảm tiên lại như thế. Dù thứ này lợi hại, nhưng với trình độ hiện tại của Lâm Thanh Diện thì không thi triển được bao lâu, nhiều lắm là làm một át chủ bài, nhân dịp đối thủ chủ quan lơ là mà dùng một chút. Sắc mặt Chu Trọng Quang trở nên tái nhợt, hai mắt trợn trừng, ông ta cúi đầu nhìn lồng ngực mình, phát hiện chỗ đó, đã có máu tươi không ngừng chảy ra. Sao, tại sao có thể như vậy? Tại sao hộ quang giáp không phát huy tác dụng? Chẳng lẽ phi kiếm của thằng nhóc đó đã mạnh tới mức này rồi sao? Lầm bầm xong 2 câu, Chu Trọng Quang lập tức ngã thẳng về phía sau, sau khi ngã nhào trên mặt đất, cổ uốn éo 2 lần, rồi không có động tĩnh gì nữa. Mọi người xôn xao. Không ngờ kết quả cuối lại như thế này, ông chủ nhà họ Chu tiếng tăm lẫy lừng lại chết trên tay Lâm Thanh Diện như vậy. Điều này thật quá đáng sợ, ông chủ nhà họ Chu lại có thể chết trên tay cậu ta. Trời ạ, ai có thể nghĩ tới, ông chủ nhà họ Chu sẽ chết ở hội giao lưu pháp thuật do chính mình tổ chức chứ? Khá nhiều người bắt đầu bàn luận. Lâm Thanh Diện đi về phía Chu Trọng Quang, sau khi đến trước mặt ông ta, phát hiện ông ta mở to 2 mắt, nhưng ánh mắt trong mắt đã tắt, anh cúi người. Sờ trên người Chu Trọng Quang, tìm lấy trận bàn bỏ vào quần áo mình. Lúc đầu ông vẫn có cơ hội tiếp tục sống trên cõi đời này, nhưng ông không phân tốt xấu, khăng khăng muốn giết tôi, cái này chỉ có thể oán chính ông. Tôi lấy trận bàn này, coi như là lễ vật nhà họ Chu các người bồi thường cho tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 920.